Hello, chào các bác quay trở lại với shop Bảo Mấn nhé. Hôm nay thì bên shop về một lô cái đồ thiết bị vệ sinh cao cấp hàng nội địa của Nhật, thì em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con sen cây nhá. Con này thì nguyên cái củ này của nó thì nó nặng khoảng là đi 2,5 cân các bác nhá, khoảng 2,5 cân đến 2,6 cân. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp như này các bác này. Đây. Đấy, Osaka Japan các bác này, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật, chính hãng luôn, khắc trực tiếp trên thân như này các bác này. Đó. Hàng thương hiệu Osaka Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 1.350.000. 1.350.000 cho một con sen cây như này nhá. Các bác lên cho em là sen cây thì nó sẽ bao gồm là một con củ to như này các bác này, một con củ to. Thì về nhà các bác kết nối cái phần củ vào đây cho em này. Đấy. Nói chung là cái này về nhà các bác không biết lắp thì các bác cứ gọi thợ điện nước nó đến nó lắp cho nó tiện nhá. Đấy, đây. Kết nối cái củ này vào đây này. Đấy, là xong này. Đó, sau đó thì các bác sẽ kết nối cho em cái phần vòi sen này. Vòi sen tay này, nó sẽ có hai cái sen nhá, một cái sen tay này, một cái sen tay như này nhá, một cái sen tay như này. Kèm thêm cho các bác là một cái sen to đây. Cái sen to này các bác nhá, sen to này thì nó sẽ là có 64 cái 88, nó có 64 cái tia nước ra như này để các bác tắm và massage này. Ở đây thì nó sẽ có cái lưỡi cài như này các bác nhá, có cái lưỡi cài như này. Và các bác có thể thả lên thả xuống này. Và cái đầu sen này thì các bác cũng có thể nâng lên tụt xuống được, cái cây này nó khá là cao. Đấy, cho nên là nâng cao lên được người 1m8, 2m tắm rửa thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 1.350.000 cho một con sen cây như này nhá. Các bác lên cho em là sen cây nhá, giá sẽ là 1.350.000. Đấy, sen cây này 1.350.000. Yêu cầu các bác là phải cọc trước 200 nhá. Đó. Cái này là hàng nó rất là cồng kềnh và dễ vỡ, cho nên là yêu cầu các bác là cọc trước 200. Cọc trước 200 nhá. Đó, cọc trước là 200.000. Đấy, cọc trước 200.000 thì bên em sẽ đi hàng. Còn ưu tiên cho bác nào chuyển khoản hết thì bên em tính cho các bác là 1.300.000. 1.300.000. Các bác cứ chuyển khoản hết cho em 1.300.000 là các bác nhận hàng là xong. Tiền ship con này nó mất khoảng 200.000 rồi, cho nên là yêu cầu các bác là cọc đủ cái tiền ship thôi để tránh cái việc hàng gửi đi gửi về là bên em mất cái tiền ship oan. Đấy, mà đóng hàng đi hàng về là hỏng hết luôn, mất công đóng nhá. Các số hotline của bên em đây, các bác có thể liên hệ này. Đấy, đó là cái mã sen cây nhá. Hàng bằng inox 304 siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Hàng này thì không bắt nam châm các bác nhá. Đấy, không bắt nam châm. Bắt nam châm là chỉ có cái đầu cái chỉ có cái đầu cái ấy này thôi. Đầu cái vòi cái bát sen này thôi. Cái bát sen này nó rất là mỏng cho nên là nó phải tán thêm cả thép vào cho nên nó mới bắt nam châm. Còn lại là tất cả những cái cây củ này các bác thử test thoải mái luôn. Không bắt nam châm các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái các cái mẫu vòi này. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác cái mẫu vòi của thằng con này thì bên em lên cho các bác đó là các bác lên cho em là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh thì con củ nóng lạnh này thì để các bác lắp vào cái đường chia của cái sen cây đấy. Nhưng mà mình không lắp sen cây thì mình có thể lắp trực tiếp cái củ nóng lạnh này vào và nó có một cái đường nước như này để các bác lắp cái đầu vòi hoa sen vào đây là xong. Đấy, vòi sen tắm vào đây, đắp vòi sen tắm vào đây. Thì con này các bác lên cho em là củ nóng lạnh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Đấy, lên cho em là củ nóng lạnh này. Củ nóng lạnh giá của nó sẽ là 450.000 nhá. 450.000 và bao ship cho củ nóng lạnh như này. Con này thì hàng của nó cũng khá là nặng luôn. Con này của nó là nguyên cân nặng của nó là 1,1 cân các bác nhá. 1,1 cân này, các cái phần kết nối của nó đều bằng đồng hết. Đều bằng đồng hết nhá. Hàng Osaka Japan này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, thương hiệu Osaka Japan nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh này. Giá của nó sẽ là 450.000. Đấy, 450.000 cho một con củ nóng lạnh này các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá bên em bán là 450.000 bao ship tận nhà. Còn bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua một con củ nóng lạnh mà xịn sò như này giá không dưới 800 đến 1 triệu nhá, không dưới 800 đến 1 triệu đâu. Lên mã cho em là củ nóng lạnh nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi. Các bác lên cho em là vòi lavabo nhá. Đấy, lên cho em là vòi lavabo. Thì con này chuyên lắp vào chậu rửa mặt các bác nhá. Đấy, chuyên lắp vào chậu rửa mặt. Đấy, hoặc là chậu rửa bát thì nếu mà các bác nào mà thiết kế theo cái kiểu vòi này thì cũng vẫn lắp được. Thì em lên tên nó là vòi lavabo. Vòi lavabo, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 430.000.
Con này thì cân nặng của nó cũng là hơn 1 cân một chút nhá. Đấy. Thì con này của nó cũng chia ra làm hai đường nước đây, một đường nóng. Một đường nóng, một đường lạnh nhá. Đây hai đường nước này, kết nối đều bằng đồng hết này. Đây, qua theo. Đấy, các cái phần chân kết nối của nó là bằng đồng đỏ au hết luôn. Lên cho em là vòi lavabo nhá, vòi lavabo. La vòi lavabo. Vòi lavabo giá của nó sẽ là 430k nhá. 430k cho cái vòi lavabo như này. Con này thì cũng gần 1 cân mốt, rất là chắc chắn luôn. Con này thì nó sẽ không có phụ kiện nhá, nó chỉ có như này thôi, không có phụ kiện. Đấy, vòi lavabo không có phụ kiện nhá. Không có phụ kiện. Đấy, các bác xem kỹ video cho em. Vòi lavabo và không có phụ kiện nhá, không có phụ kiện. Giá sẽ là 430.000 cho một con lòi vòi lavabo như này. Đấy, các bác lên cho em là vòi lavabo rất đẹp luôn, kết nối của nó đều bằng đồng hết nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, vòi lavabo. Sản phẩm tiếp theo đó là em lên cho các bác cái vòi tay đen nhá. Đấy, các bác lên cho em là vòi tay đen. Con này thì phụ kiện đầy đủ cho bác luôn. Một cặp dây cấp nước nóng lạnh này. Đấy, một cặp dây cấp nước nóng lạnh như này. Và một con vòi cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 330.000 thôi. Đầu nước này thì sẽ chia ra làm là đầu một vòi và đầu hoa sen. Đầu một vòi, đầu hoa sen này. Các bác có thể ngoắt nghéo đảo chiều. Đấy, và có cả nóng lạnh cho bác luôn nhá. Có hai đường nước nóng lạnh nhá. Kết nối rất là ngon luôn. Và cái phần củ kết nối này của nó đều bằng đồng hết các bác này. Con này thì nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mua thì nó cũng không dưới 800 đến 1 triệu nhá. Đấy, không dưới 800 đến 1 triệu đâu. Đây, các cái phần kết nối của nó bằng đồng hết này. Đấy, khoảng 800 đến 1 triệu. Rẻ nhất thì nó cũng phải bán cho các bác là 700.000 cho một con vòi như này. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên shop Phạm Huấn về cho bác giá chỉ có 330.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em là vòi tay đen nhá. Đấy, vòi tay đen. Con này thì chuyên dùng cho chậu rửa nhá. Vòi tay đen chậu rửa này. À, vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Đấy, chậu rửa bát. Các bác lên đúng tên cho em, không lắm bác lại đặt không đúng tên thì nó mất công. Giá sẽ là 330k. Vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Con này chỉ lắp cho chậu rửa bát được thôi. Đấy, không nhiều các bác lại đặt vòi xong là không biết là về lắp vào đâu nữa, xong là đặt lộn xộn, đặt linh tinh hết cả lên. Đấy, thì các bác lưu ý cho em là vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000. Vòi tay đen chậu rửa bát combo cho các bác đầy đủ phụ kiện một chiếc đàng hoàng luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa bát cứng. Cái này thì nó cứng như này, còn con kia thì nó lắt léo được. Con kia thì nó có lò xo, thế nên là các bác có thể ngoắt nghéo để đảo vị trí được như này. Thì con này là vòi tay đen chậu rửa bát này. Đấy. Còn con này thì các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa bát cứng. Đấy. Thì nó hai con đều lắp vào chậu rửa bát cả. Lên cho em là vòi chậu rửa bát cứng. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000 và cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Vòi chậu rửa bát cứng này. Con kia là nó là ngoắt nghéo, vòi chậu rửa bát cứng nhá. Để tránh nhầm với các loại vòi khác. Giá sẽ là 250k. Con này thì nó là cứng như này thôi. Nó cứng như này thôi các bác nhá. Đấy, còn con kia thì nó ngoắt nghéo được. Con này thì các bác có thể xoay tròn được thôi. Chỉ có xoay tròn được thôi các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 250.000, hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy. Và nó cũng có các cái jack kết nối như này. Có cái jack kết nối như này các bác này. Đây. Đấy, con này jack kết nối của nó thì bằng inox thôi, chứ con kia thì nó sẽ là bằng đồng. Con kia thì bằng đồng, nó cao cấp hơn, còn con này thì bằng inox nhá. Con này thì bằng inox thôi. Có jack kết nối như này và cũng có kèm cho các bác là một cáp để các bác dẫn nước này. Đấy, dây cấp nước nóng lạnh đầy đủ cho bác luôn. Đấy, con này cũng là nóng lạnh nhá, hai nguồn nước nóng lạnh về nhà các bác xoáy vào đây cho em. Sau đó thì xoáy vào hai nguồn nước nhà mình thôi. Nó rất khá là đơn giản, rất dễ sử dụng. Thì con này lên cho em là vòi chậu rửa bát cứng. Vòi chậu rửa bát cứng nhá. Đấy. Còn con kia thì nó sẽ là vòi chậu và chậu rửa tay đen. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác hai cái vòi chậu rửa mặt đây. Con này thì các bác lên cho em là vòi tròn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là vòi tròn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300. Con này bao nhiêu nhỉ? Hả? Cũng 300 này. Các bác lên mã giúp cho em là vòi tròn nhá. Đấy. Vòi chậu rửa mặt, con này thì nó sẽ lắp vào chậu rửa mặt. Con này chỉ chuyên lắp vào chậu rửa mặt thôi. Đấy.
Các bác lên cho em là vòi tròn. Đấy, vòi tròn rửa mặt nhá, vòi tròn rửa mặt. Bên em có hai mẫu vòi tròn và vòi vuông. Thì con vòi tròn này sẽ là 320.000. Đấy, 320.000. Các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt này. Vòi tròn này. Rửa mặt nhá. Đấy, vòi tròn rửa mặt. Giá của nó sẽ là 320.000 nhá. 320.000 cho cái con vòi tròn rửa mặt như này. Con này thì phụ kiện viết đầy đủ luôn, đầu kết nối rồi cáp nước đầy đủ như này. Đấy, các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt nhá. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cái vòi vuông đây. Đấy, con vòi vuông này thì cũng kết nối các thứ đầy đủ luôn. Đấy, đầu kết nối, con kia đầu kết nối bằng đồng, con này đầu kết nối thì gen thì bằng đồng, còn cái gen trên này thì bằng inox nhá. Vòng giúp các thứ đầy đủ, cũng có cấp nước như này. Đấy, thì các bác lên cho em là vòi vuông chậu rửa mặt nhá, vòi vuông. Vòi tròn rửa mặt, vòi vuông rửa mặt nhá. Lên cho em là vòi vuông rửa mặt. Đấy, nó sẽ có hai cái. Một cái là tròn, một cái là vuông, thì tùy theo. Các bác lấy cái nào thì lấy, đều là hàng thương hiệu Osaka Japan. Inox 304 không bắt nam châm các bác nhá. Đấy, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Thì con này của nó sẽ là bằng inox mạ chrome như này, mạ chrome bóng nhá. Mạ chrome bóng. Đấy, con này thì các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt này, con này thì sẽ là vòi vuông rửa mặt nhá. Đấy, vòi vuông rửa mặt. Hai cái này chỉ lắp cho chậu rửa mặt được thôi nhá. Cho nên các bác lên đúng tên cho em. Hai con này là lắp cho chậu rửa mặt này. Cái này thì là vòi tròn rửa mặt, cái này vòi vuông rửa mặt. Đó. Con vòi vuông rửa mặt này thì sẽ là 350.000. Đấy. Lên cho em là vòi vuông rửa mặt này. Vòi vuông rửa mặt. Đấy, vòi vuông rửa mặt giá sẽ là 350.000 các bác nhá. Đấy. Đơn hàng trên 200 là bên em đã bao ship rồi. Đó. Con này thì lên cho em là vòi vuông rửa mặt nhá. Đấy. Hai con. Một con vòi tròn, một con vòi vuông như này. Đấy, con vòi tròn thì là 320 và con vòi vuông là 350. Tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy, cũng rất là đẹp luôn. Những riêng những con này mà các bác ra ngoài mà mua thì đều là 5-700 hết nhá. Đều 5-700 hết. Chứ không có giá 300 đâu. Đó. Đấy thì hai con này nó sẽ là vòi chậu rửa bát nhá. Đấy, vòi chậu rửa bát thì một con là vòi tay đen, còn một con là vòi cứng. Đấy. Vòi tay đen chậu rửa bát và vòi cứng chậu rửa bát. Các bác lên đúng tên cho em để tránh cái việc nhầm lẫn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác hai cái vòi nước, thì nó sẽ có là các bác lên cho em là van xả. Thì hôm nay em sẽ lên cái tên cho nó chuẩn theo sản phẩm để tránh cái việc các bác bị nhầm lẫn. Đấy. Thì nó sẽ lên theo là van xả một đầu và van xả hai đầu. Thì đây. Đấy, bên em sẽ có hai cái dòng như này. Thì các bác lên cho em là van xả một đầu. Đây, con này sẽ là van xả một đầu nhá, tại vì nó chỉ có xả ra một đường nước thôi. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu vòi như này. Đấy. Con này thì trước bên em lên tên nó là V21, nhưng bây giờ thì em sẽ đổi tên nó thành là van xả một đầu. Van xả một đầu nhá. Đấy. Con van xả một đầu này thì sẽ là 55.000. Các bác lên cho em là van xả một đầu này. Van xả một đầu. Giá của nó sẽ là 55.000 các bác nhá. 55.000 cho một con van xả một đầu như này. 55.000 các bác nhá. Hàng inox 304M không bắt nam châm. Đó. Có các đầu vòi kết nối đàng hoàng. Tiếp theo là đến con van xả hai đầu. Con này thì nó sẽ có hai đầu nước như này. Đấy, lên mã tiếp theo là van xả hai đầu. Trước tên con này tên của nó sẽ là van đỏ, nhưng bây giờ em sẽ tên cho nó theo sản phẩm cho nó dễ. Đó. Thì nó sẽ có hai đường nước xả ra như này. Thì các bác lên tên cho em là van xả hai đầu nhá. Van xả hai đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75.000. Đó, thì tùy theo. Các bác muốn lấy cái loại một đầu cũng được, hai đầu cũng được, giá nó lệch nhau 20.000. Đó. Van xả hai đầu nhá. Đấy, van xả hai đầu. Giá sẽ là 75.000. Con này là van xả hai đầu 75.000 này. Đấy. Còn con này là van xả một đầu này. Van xả một đầu. Đây, con này là van xả chỉ có ra một đầu nước như này thôi. Giá của nó sẽ là 55.000. Và con van xả hai đầu này thì giá của nó sẽ là 75.000. Tất cả đều có gioăng hết nhá. Cái gioăng này các bác có thể xoáy ra để mình kết nối các cái vòi, các loại vòi khác được. Đấy, và nó rất là tiện, đều là bằng inox 304M như này. Giá thì khá là tốt cho bác luôn. Đó. Van xả thôi nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vòi xịt vệ sinh thôi nhá. Các bác lên cho em là vòi xịt vệ sinh. Thì ở đây bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy, một cái con vòi xịt vệ sinh cao cấp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi xịt vệ sinh nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một cái bộ vòi xịt vệ sinh này thôi. Bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5, và kèm cho các bác là một cái giá đỡ nữa. Có ốc yếc các thứ đồng hàng. Về nhà các bác chỉ cần
kết nối vào đây cho em là xong này. Đấy, kết nối vào đầu vòi như này cho em. Đó, kết nối đầu vòi như này. Còn cái này thì các bác cấp với cái nguồn nước nhà mình thì nhà nào cũng có cái nguồn nước cấp chờ sẵn rồi. Đấy, cái này thì cơ chế của nó sẽ là cơ chế tự ngắt nhá. Khi các bác sử dụng thì lúc nào mình bóp thì nó mới xả này, bóp thì nó mới xả, còn không thì nó sẽ tự ngắt. Hàng cũng của thương hiệu Osaka Japan đây. Đấy, Osaka Japan, rất chất lượng cho bác luôn. Inox 304 không bắt nam châm. Dây dài chống rối nhá, dây dài và chống rối cho các bác này. Dây dài chống rối. Đó, có kèm cho các bác cái giá đỡ này nhá, có kèm giá đỡ như này. Đấy, và có kèm cả ốc luôn, rất cẩn thận nhá, có cả kèm cả ốc không ấy luôn. Đấy, có kèm cả ốc không rỉ luôn. Đấy, ốc ni lông luôn. Giá thì sẽ là 100k. Lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá, dây vòi xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh này. Đấy, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái hai cái vòi sen tắm. Đấy, sen tắm thì cái mã đầu tiên đó nó sẽ là sen quạt nhá. Các bác lên mã giúp cho em là sen quạt này. Đấy. Sen quạt tăng áp, cái này thì các bác lên tên cho em là sen quạt tăng áp. Đấy. Nó sẽ là dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 và kết nối vào cái đầu vòi sen như này. Con này thì các bác sử dụng nước nóng, nước lạnh thoải mái luôn. Đóng ngắt trên tay như này nhá. Các bác sẽ đóng ngắt trực tiếp được trên tay và có thể điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đó, và có cánh quạt cay quay giúp tạo tăng áp lực nước rất là tốt. Con này bằng nhựa nhưng có thể dùng nóng lạnh thoải mái nhá. Dùng nước nóng thoải mái luôn. Đó, con này các bác dùng nước nóng ok thoải mái luôn. Có cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, có cái video test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đấy, cùng một nguồn nước mà dùng cái sen thường thì nó rất là yếu, nhưng mà dùng con sen quạt tăng áp này thì nó cũng giúp tăng áp lực nước khá là tốt luôn. Rồi, ok. Thì các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy. Sen quạt tăng áp, giá sẽ là con này 100. Giá sẽ là 100k nhá, 100k. 100k cho cái bộ sen quạt tăng áp này. Không có giá đỡ nhá. Cái này là không có giá đỡ các bác nhá. Các bác lưu ý cho em luôn. Đấy. Sen quạt tăng áp 100k, không có giá đỡ các bác nhá. Không có giá đỡ đâu. Đấy, các bác lưu ý là không có giá đỡ nhá. Không có giá đỡ. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sen, các bác lên mã giúp cho em con này nó sẽ là sen cao su nhá. Đấy. Em lên tên nó là sen cao su tại vì cái đầu vòi này của nó sẽ có cái cao su như này, giúp cho các bác kỳ cọ vệ sinh khi tắm này. Đấy. Và massage rất là tốt luôn. Các cái tia nước nó ra và có các cái nấc điều chỉnh để tăng giảm áp lực nước này. Đấy, tăng giảm áp lực nước đây. Cũng có đóng ngắt giúp tăng giảm áp lực nước này. Rồi có điều chỉnh các cái nấc chế độ này. Và có cho các bác là các cái đầu cao su như này, để khi các bác tắm thì các bác có thể massage kỳ cọ được luôn. Đó. Lên cho em là sen cao su nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho cái sen cao su như này. Đấy, các bác lên cho em là sen cao su, giá sẽ là 130.000. Đó. Cái này cũng không có giá đỡ nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sen cao su này. Đấy, sen cao su. Giá sẽ là 130k cho cái bộ sen cao su này nhá. Và không có giá đỡ nhá. Không có giá đỡ. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Không có giá đỡ. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó, nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các cái mã hàng. Các bác cứ bình luận trên video tối đa là 10 lần và các cái kết quả bình luận trùng với kết quả xổ số miền Bắc là sẽ có quà thôi nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm nhá. Đó, thước rút tự hãm. Thì lô này bên shop về cho các bác nó sẽ có cho các bác là đầy đủ các dòng luôn, 5m, 10m và 7m5. Giá thì khá là tốt cho các bác luôn. Đấy. Hàng nội địa của Nhật đây, Japan qua đây. Đó. Đây, Japan có nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn các bác nhá. Đó. Phương ơi.
bỏ anh đi biển tí. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là dòng 5m này, 7m rưỡi và 10m. Đó. Đưa cho anh cái cả cái tờ giấy kia luôn. Đấy, cái tờ giấy trắng trắng trắng. Giấy trắng bên tay kìa. Đấy đấy đấy. Một tờ thôi. Đấy, bên em sẽ có cho các bác là dòng 5m, 7m rưỡi và 10m, nó sẽ là dòng thước rút tự hãm nhá. Đấy, các bác lên cho em là thước rút tự hãm. Đó, nó sẽ có là 5m, 7m rưỡi và 10m, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 5m thì giá của nó sẽ là bằng 40k này. Đó, 40k. 7,5m, 7,5m thì giá sẽ là bằng 50k. Đó, và 10m thì giá sẽ là 60k nhá, 60k. Đó. Giá khá là tốt cho bác luôn. Các bác lên cho em là thước rút tự hãm nhá, thước rút tự hãm. Đó, thì dòng này rút ra nó sẽ tự hãm này, rút ra tự hãm này, rất là tiện nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Đó. Rất là ngon này các bác. Đấy, rất là ngon này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá khá là hợp lý luôn các bác nhá. Đó. Lên mã cho em là thước rút tự hãm. Giá sẽ là 5m 40k. 7,5m là 50k và 10m sẽ là 60k. Đấy, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái cặp học sinh các bác nhá. Các bác lên cho em là cặp học sinh. Thì bên em có mấy cái màu như này, màu xanh rồi màu đỏ linh tinh như này các bác nhá. Đó, thì các bác có thể mua về để làm quà, chuẩn bị vào đầu năm học mới rồi, mua về làm quà cho các em nhà mình các bác nhá. Đấy. Giá thì khá là tốt cho bác luôn. Cặp này của nó thì nó sẽ là một cái loại cặp đặc biệt chống gù lưng nhá. Đấy. Hàng đặc biệt chống gù lưng này, có những cái lót như này để chống gù lưng và chống đau lưng nhá. Và có đai thắt ngang luôn các bác nhá. Có cả đai thắt ngang như này các bác này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Đấy. À, cái này không phải đai thắt ngang mà nó là cái đai đeo như này. Đấy, đai đeo như này để chống gù lưng các bác nhá. Đó. Cặp sách này bao nhiêu nhỉ? Đấy, giá thì khá là tốt cho bác luôn. Cặp sách bao nhiêu đây hả Phương ơi? Đấy bạn. Nó sẽ là một cái dạng cặp như này con này. Đấy, và nó sẽ là cặp hình khối nhá. Cái nắp của nó là hình khối như này con này. Đấy, nắp của nó sẽ là hình khối như này. Thì khi mình sử dụng nó rất là rộng rãi luôn. Đấy, nó rất là rộng rãi như này các bác nhá. Đấy. Có cả các cái phần ngoài này để các bác đeo này. Đấy. Rồi đựng nước này, các cái ngăn nhỏ này các bác nhá. Đấy, nói chung là rất là tuyệt vời luôn. Giá thì khá là hợp lý cho bác nhá. Đấy, những cái ngăn khá là to luôn con này. Ngăn khá là to luôn, từ những cái đường kim mũi chỉ hàng cực kỳ là tuyệt vời và sắc nét luôn. Đấy. Các bác lên cho em là cặp sách nhá. Con này thì bên shop đang bán là 150.000. Đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn là 130k thôi. Lên cho em là cặp sách nhá. Đó. Các bác lên cho em là cặp sách này. Đó, cặp sách giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho cái cặp sách như này. Đấy, lên cho em là cặp sách. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 trong chiếc cặp sách như này. Đấy, chuẩn bị đến vào đầu năm học đến nơi rồi thì các bác có thể mua về để làm quà cho con em nhà mình nhé. Đấy, giá của nó sẽ là 150.000 nhé. 150.000 đợt này về cho bác giá chỉ còn 130.000 cho cái cặp sách này thôi. Lên mã giúp cho là cặp sách nhé. Giá của nó sẽ là 130k nhé. 130k cho cái cặp sách như này. Đó. Giá sẽ là 130.000. Có màu xanh, màu đỏ, các màu như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi nhé. Gửi màu ngẫu nhiên. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô chăn đũi mùa hè nhé. Thì nó khá là nhiều màu như này thì bên shop sẽ về màu ngẫu nhiên cho các bác thôi, về màu ngẫu nhiên nhé. Và chất liệu của nó thì nó sẽ được làm từ hữu cơ. Đó là cái bột của cái gọi là bột của cái bột đậu nành nhé. Đấy, hữu cơ, chất liệu hữu cơ là được dệt từ bột đậu nành cho nên là nó khá là êm và mềm mượt các bác nhé. Khá êm mềm mượt luôn. Đấy, tem mác các thứ đầy đủ này, đầy đủ các loại tem mác cho bác luôn các nhá. Đấy. Các loại tem mác đầy đủ cho bác luôn. Hàng xuất của Hàn Quốc nhá. Đây. Đấy, được làm từ sơ của đậu nành nhá, sơ của đậu nành cho nên là làm thì cực kỳ là mềm mượt, êm và mát luôn các bác này. Đấy, sơ đậu nành đây. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con chăn như này. Kích thước của nó là 1m7 nhân với lại 2m1 nhá, 1m7 nhân 2m1. Đấy, bên trong thì nó có trần một cái lớp bông kháng khuẩn nhá. Bên trong thì có trần một cái lớp bông kháng khuẩn này. Và đây nó sẽ là một cái dạng chăn cực kỳ là êm mềm và mượt luôn. Đó, rất là đẹp con nhá. Chất của nó rất là đẹp luôn con này. Đấy, coi theo. Sờ vào rất là thích. Các bác lên cho em là chăn đũi mùa hè nhá. Con này thì bên shop đang bán
Giá là 195.000 đợt này về cho bác, giá chỉ còn 180k thôi. Lên cho em là chăn đũi mùa hè. Đó, chăn đũi này. Chăn đũi mùa hè nhá. Lên cho em là chăn đũi mùa hè. Đấy, chăn đũi mùa hè giá của nó sẽ là 195k đợt này về cho bác, giá chỉ còn là 180k thôi nhá. 180k cho cái chăn đũi mùa hè như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là chăn đũi mùa hè, giá sẽ là 180.000. Đấy, rất là đẹp luôn. Kích thước của nó sẽ là một kích thước của nó sẽ là một một chiều của nó sẽ là 1m7 và một chiều là 2m1 nhá. Một chiều 1m7 và chiều 2m1. Khá là to luôn các bạn. Đấy. Trần máy rất là kỹ và chất rất là đẹp. Và bên shop về thì nó sẽ có rất là nhiều màu như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Nó khá là nhiều màu luôn. Cho nên là các bác thông cảm, bên em sẽ ship màu ngẫu nhiên cho các bác nhé. Ship màu ngẫu nhiên cho các bác. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái vòi xịt vệ sinh thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi xịt vệ sinh. Thì cái này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 100k cho một bộ như này. Bộ thì sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một dây, một đầu vòi, một giá đỡ và có cả ốc yếc đi kèm cho các bác luôn. Có cả ốc bằng inox hết luôn các bác. Đấy. Một dây, một đầu vòi, một giá đỡ. Hàng của thương hiệu Osaka Japan các bác này. Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đó. Giá thì khá là tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, các bác chỉ cần kết nối vào đây cho em xong này. Đấy. Đấy, kết nối vào đây cho em xong nhá. Đấy, có ren có giòn hết nhá. Dây của nó thì sẽ dài khoảng là từ 1m2 đến 1m5 nhá. Đấy. Từ 1m2 đến 1m5. Đấy, nó tùy theo lô. Hàng thì sẽ là inox 304 này. Không gì không bắt nam châm có nhá, không gì không bắt nam châm. Đấy, có cả giá đỡ như này nhá, có cả giá đỡ như này rất là tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá khá là hợp lý các bác nhá. Chỉ có 100k thôi. Các bác lên mã giúp cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Đấy. Lên mã cho em là dây này, dây vòi xịt vệ sinh. Đó. Dây vòi này, xịt vệ sinh nhá. Đấy, xịt vệ sinh. Giá của nó sẽ là 100k cho một bộ như này. 100.000 cho một bộ dây vòi xịt vệ sinh như này các bác nhá. Đấy. Giá này thì nói chung là giá là bao rẻ bao tốt cho bác rồi. Đấy, giòn giếc các thứ đàng hoàng, kết nối ngon lành. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Dây vòi xịt vệ sinh này thì bán khá là nhiều rồi và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá khá là tốt luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô, đó là cái áo mưa chứ. Đấy, có lên cho em là áo mưa choàng này, áo mưa choàng. Hàng thì cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Áo mưa có phản quang nhá, khi mặc vào thì nó sẽ như này. Đấy, khi mặc vào nó sẽ như này. Có cả phần mũ chắn trước như này luôn. Và có túi đựng vải như này luôn nhá. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác một cái túi vải như này để các bác đựng. Đấy, một cái túi vải như này luôn. Đây, một túi vải như này để các bác đựng vào một con áo mưa choàng như này nhá. Đấy, có chắn trước như này luôn. Đầy đủ chọn bộ sản phẩm nhá. Đó. Có chắn trước đầy đủ cho bác luôn. Đây. Đấy. Có cả chắn trước ngon lành luôn nhá. Một con áo mưa cực kỳ là to luôn đây. Có chắn trước nhá. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Đấy. Rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con áo mưa choàng như này nhá. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là áo mưa choàng nhá. Hàng chất liệu của nó thì cực kỳ là nét luôn các bác này. Cực kỳ là nét luôn. Đây. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng vải phủ ni lông nhá, vải phủ ni lông. Cho nên là nó rất là bền. Đây, những cái đường máy, đường trần của nó. Và đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là phản quang nhá. Cái này là ánh sáng phản quang này. Và có cái phần để các bác đi xe máy là cái giấy bóng này luôn. Đó. Các bác lên cho em là áo mưa choàng nhá. Con này với em đang bán là 150.000. Đó, áo mưa choàng. Áo mưa choàng nhá. Giá của nó sẽ là 150.000, 150k. Đợt này về cho bác giá cực tốt luôn. Giá sẽ là sale cho bác còn 100k cho con áo mưa choàng như này nhá. Chỉ còn 100.000 thôi. Đó, giá của nó sẽ là 100k cho con áo mưa choàng như này. Giá cực tốt luôn. Các bác có thể mua về để mình sử dụng nhá. Đó, áo mưa choàng phản quang. Rất là đẹp luôn đấy các bác. Đấy. Khi mình đeo lên nó sẽ như này các bác này. Đấy. Hàng Việt Nam chất lượng cao, huy chương vàng luôn. Đấy. Đây nhá, các bác nhá. Đó, rồi, ok. Hello. Vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Chúc các bác một ngày thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đó, hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật rất nhiều mã hàng mới, thì em lại lên video trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đấy, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác một lô cái đồng hồ bãi Nhật nhá. Hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng rất là đẹp luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Rolex nhá.
Đấy, hàng Rolex và hàng của Tissot. Hàng của Rolex thì bên em sẽ có hai loại, một loại là mặt đỏ và một loại là mặt trắng nhá. Một loại mặt đỏ, một loại mặt trắng như này. Thì tùy theo các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Đấy, các bác bảo cho tôi con Rolex mặt đỏ hoặc là Rolex mặt trắng nhá. Ngoài ra thì bên em sẽ có cái mẫu của thương hiệu Tissot không nhá. Đấy, Tissot. Tissot này thì mã của nó sẽ là dòng đồng hồ số La Mã các bác, đồng hồ số La Mã. Thằng Tissot này nó sẽ là đồng hồ số La Mã các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Thì các bác chỉ cần là nhấn nãy vào là nó sẽ chạy thôi. Tất cả đều có lịch hết nhá, tất cả đều có lịch hết. Và đồng hồ này thì nó sẽ là dòng đồng hồ chạy pin các bác nhá, đồng hồ chạy pin. Đấy, các bác lưu ý vậy. Nó sẽ là đồng hồ pin các bác nhá. Đấy. Đồng hồ chạy pin. Đấy thì các bác lưu ý cho em, không đến lúc các bác lại bảo sao lại tưởng là đồng hồ cơ nhá. Đấy, đồng hồ này thì 100% là chạy pin hết. Về nhà các bác hết pin thì các bác ra cửa hàng mình thay. Đây nó sẽ có sẵn pin cho các bác rồi. Đấy. Thì bên em sẽ có đang có là hai mẫu của Rolex, Rolex mặt đỏ và Rolex mặt trắng này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Rolex mặt đỏ, Rolex mặt trắng. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là con của Tissot đây. Đấy, Tissot thì con này của nó sẽ là số La Mã và dây trắng mặt trắng nhá, dây trắng mặt trắng. Còn con này mặt đỏ dây điểm vàng, rất là đẹp luôn. Thì đầu tiên các bác lên cho em là Rolex mặt đỏ nhá. Đó, lên mã giúp cho em là Rolex mặt đỏ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 310.000 các bác nhá. Đấy, có lên cho em là Rolex mặt đỏ này. Đấy, đồng hồ Rolex này, Rolex mặt đỏ nhá. Lên cho em là đồng hồ Rolex mặt đỏ. Giá của nó sẽ là 310.000 và bao ship nhá, 310.000 và bao ship. Tiếp theo đây, con này nó sẽ là đồng hồ Rolex mặt đỏ này, 310.000 bao ship này. Tiếp theo thì nó sẽ là con đồng hồ Rolex mặt bạc này. Con này thì giá của nó sẽ là, đấy, đồng hồ Rolex mặt đỏ này, con này là đồng hồ Rolex bạc này. Đấy, con này thì sẽ là 300.000 nhá. Đồng hồ Rolex bạc này, Rolex bạc, giá của nó sẽ là 300.000 nhá. 300.000 cho con Rolex bạc như này. Lên cho em là đồng hồ Rolex bạc nhá, giá của nó sẽ là 300.000. Tiếp theo thì bên shop có con đồng hồ này, nó là hàng của thương hiệu Tissot nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đồng hồ Tissot nhá, Tissot. Giá của nó sẽ là 270.000 nhá. 270.000 cho con đồng hồ Tissot như này. Giá trên đã bao gồm phí vận chuyển cho các bác nhá. Đó, nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho bác luôn, một con đồng hồ chất chơi như này. Đó, hàng rất là đẹp các bác nhá. Đây, hàng của thương hiệu Rolex. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Rất đẹp luôn. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác. Cái giá rất là mềm mại luôn. Đó, đây các bác này, đeo vào này. Khẳng định đẳng cấp của gia chủ luôn các bác nhá. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, đeo vào nó chất như này các bác này. Đấy. Đây, tay to tay nhỏ đeo vừa hết nhá. Tay em khá là to mà dây vẫn còn dư. Thì về nhà các bác chỉ cần là mình cắt dây đi là xong, ra cửa hàng họ cắt dây đi cho. Hàng đính đá tuyệt vời luôn các bác nhá. Hàng đính đá rất là đẹp luôn. Đồng hồ Rolex này, đấy các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là đồng hồ Rolex mặt đỏ nhá. Đấy. Nó sẽ có hai dòng, một là mặt đỏ, hai là mặt bạc. Đấy. Mặt đỏ thì sẽ là 310.000, mặt bạc là 300.000. Và con đồng hồ Tissot này thì giá của nó sẽ là 270.000 các bác nhá, 270.000. Đấy là mã đồng hồ. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái led dây 5m các bác nhá. Có lên cho em là led dây 5m thì con này nó sẽ là một cái dạng led như này. Đấy, có cả điều khiển cho các bác luôn, có cả điều khiển, cả ổ cắm, cả cục nguồn luôn. Về nhà các bác chỉ cần là cắm vào nguồn cho em này. Đấy, cắm vào nguồn, đây là cái nguồn của nó này. Cắm vào nguồn này, sau đó cắm vào điện 220 này. Và khi các bác kết nối vào cái dây led này thì dòng này nó sẽ là led dây 5m và có miếng dán nhá, có dán. Về nhà các bác có thể dán vào tủ này. Đây, về nhà các bác bóc ra, bóc cái băng dính này ra, mình dán vào tủ hoặc là dán vào các cái chỗ khác đều ok hết nhá. Và khi các bác kết nối ấy, thì nhớ cho em là hai cái mũi tên này, ở đây nó sẽ có hai cái mũi tên đây. Các bác nhìn cho em kỹ cho em này nhá. Đấy, khi cắm vào này, khi cắm kết nối thì nó sẽ có hai cái mũi tên như này. Và các bác lưu ý cho em đây, hai cái mũi tên này nó sẽ phải đấu đầu vào nhau nhá. Đó, đây nó sẽ có hai cái mũi tên này các bác này. Đấy, các bác nhìn cho kỹ này, hai cái mũi tên này để em zoom lên cho các bác xem nhá. Đây, có hai cái mũi tên như này và hai cái mũi tên này nó phải đấu đầu vào nhau nhá. Đó, hai cái mũi tên này nó phải đấu đầu vào nhau là ok. Đó là led sẽ sáng nhá. Giờ em sẽ cắm điện cho các bác xem này. Đấy, cắm điện cho các bác xem luôn. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng các bác nhá. Đấy. Cắm điện vào này. Đấy, led nháy các bác nhá.
Con này thì các bác có thể tùy chỉnh để mình xoay, mình bóc ra mình dán mà. Ở đây nó có băng dính nhá. Chiều dài của nó là 5m và có điều khiển đây. Có điều khiển đây các bác có thể sử dụng này. Đấy, sử dụng nhá. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Rồi là sử dụng các chế độ nháy này. Đấy, nháy nhanh nháy chậm này. Chọn màu các bác này. Đó, chọn màu này. Rồi chế độ flash này. Đấy, rất là nhiều màu nhá. Đó, các bác có thể tùy chỉnh này. Màu xanh này, màu cam này, màu đỏ này. Đấy, màu vàng này. Đấy, và các chế độ màu khác nhau nhá. Đấy, rất là tiện, rất là đẹp các bác này. Đấy, các chế độ sáng này, tắt đi này, bật lên này. Đấy, chế độ flash này. Đấy, flash nhiều màu này. Đấy, rất nhiều chế độ này các bác nhá. Đó. Thì nó sẽ có chế độ chỉnh màu rồi nhanh chậm flash các kiểu luôn. Đấy, và nó sẽ là dạng led dây như này. Về nhà các bác bóc ra dán vào cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá. Đấy, 90.000 cho một cái quận led 5m như này. Về nhà các bác bóc dán vào tủ chiếc ok hết. Con này nó có nguồn hết rồi. Có nguồn, có đầy đủ các cái chi tiết đây rồi. Nguồn có nguồn, có chiết áp đầy đủ rồi, có điều khiển luôn. Nói chung là về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Con này thì mình không cần phải thêm một cái chức năng gì nữa. Đó. Con này các bác lên cho em là led dây 5m nhá. Đó, led dây này, led dây 5m, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái bộ led dây 5m như này. Giá thì chỉ có 90k thôi. Lên cho em led dây 5m, giá của nó sẽ là 90k thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Bộ khẩu 12 chi tiết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một cái bộ khẩu hàng cực kỳ chất lượng như này nhá. Hàng phải nói là hàng rất chất lượng luôn, chứ không phải là chất lượng vừa nhá. Mà giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Đấy, lên cho em là bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Bộ khẩu 12 chi tiết giá sẽ là 160k. Đó. Bộ khẩu này. Đó. Bộ khẩu 12 chi tiết nhá. 12 chi tiết giá sẽ là 160k nhá. 160k cho cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Đây. Sẽ bao gồm cho các bác là một tay nối dài này. Đấy, chất thép của bác có nghe các bác đã thấy thích rồi nhá. Một tay nối dài này, một tay công này. Tay công của nó thì có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Đấy. Thì các bác có thể lắp trực tiếp cho em này. Đấy, thứ nhất là các bác có thể lắp trực tiếp như này này. Lắp trực tiếp này để mình sử dụng này. Rất là ngon luôn. Hàng đẹp, chất thép của nó thôi rồi luôn các bác nhá. Đây. Các bác xem này. Đấy. Có tay xoáy nhanh đảo chiều này, các bác có thể lắp trực tiếp hoặc là lắp qua công như này cũng được nhá. Lắp qua công ở cái vị trí nào mà cần thì dài. Đấy, bút vào trong sâu thì các bác lắp cái tay công này vào cho em. Đó, lắp tay công vào cho em nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Có đảo chiều nhá, đảo sang trái, đảo sang phải các bác nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, đầu công rất là nuột nà nhá. Đấy, thì combo cho các bác như này, bộ 12 chi tiết. Nó sẽ là đầu khẩu của nó sẽ là từ 8 đến đây, đầu của nó là đầu từ 8 đến 24 nhá, từ 8 đến 24 luôn. Đấy, đầu nhỏ nhất sẽ là 8mm. Nhỏ nhất sẽ là 8mm và đầu to nhất sẽ là 24mm nhá. Lên cho em là bộ khẩu 12 chi tiết này. Bộ khẩu 12 chi tiết giá sẽ là 160.000. 160.000 cho cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Giá khá là tốt cho bác luôn nhá. Lên mã cho em là bộ khẩu 12 chi tiết, giá sẽ là 160.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc trị nấm ngứa nhá các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em là các bác lên cho em là thuốc trị Long Ben Hắc Lào nhá. Long Ben Hắc Lào nấm ngứa. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 cho một tiếp như này. Đấy, 25.000. Các bác lên cho em là Long Ben Hắc Lào nhá. Đó, Long Ben này. Đấy, Hắc Lào này. Long Ben Hắc Lào nấm ngứa. Đấy, nấm ngứa trị được hết nhá. Nấm ngứa các bác bơi hết về cho em. Đó. Giá của nó sẽ là 25k cho một tiếp như này. Long Ben Hắc Lào nấm ngứa giá sẽ là 25.000. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật và nó thuộc dạng kem. Đấy, các bác bôi vào thì khá là mát luôn. Đấy, bôi vào thì rất là mát các bác nhá. Đấy, rất là mát và dễ chịu này. Đấy, các bác bị Long Ben Hắc Lào nấm ngứa. Đấy, hàng gia truyền nhá, hàng gia truyền, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ là cao cấp luôn. Bôi vào thì các bác nào bị Long Ben Hắc Lào nấm ngứa bôi cho em khỏi hết luôn các bác nhá. Khỏi hết luôn. Đấy, Long Ben Hắc Lào nấm ngứa các bác bơi hết vào đây cho em. Một típ này của nó là 25.000 nhá. 25.000. Cái này em bán có người lấy cả 10 típ luôn các bác nhá. Đấy, bôi của nó bôi vào rất là hiệu quả. Đặc biệt là các bác ở miền Tây sông nước nhiều hay bị Long Ben Hắc Lào nấm ngứa. Đấy, Long Ben Hắc Lào nấm ngứa giá sẽ là 25k trong típ như này các bác nhá, 25.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sạc áp quy. Thì bên shop về cho các bác hai mẫu. Đó là một cái mẫu sạc bình 12V. Đấy, 12V. Đây.
Con này nó sẽ là sạc bình 12V các bác nhá. Đấy, con này thì chỉ sạc được bình 12V thôi. Giá của nó sẽ là 190.000. Lên cho em là sạc bình 12V này, sạc bình 12V, giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con sạc bình 12V như này. Đấy, con này thì rất là tiện các bác ạ, rất là tiện dụng luôn. Đấy. Đấy, ở đây của nó thì nó sẽ là hàng thì xuất đi khá là nhiều nước luôn này, Anh này. Đấy. Xuất đi Anh này, đi Đức các bác này. Đấy, đi Đức này, Germany này. Đấy, rồi đi Tây Ban Nha này. Đấy, rồi các nước luôn các bác nhá. Pháp này. Đó, hàng này của nó xuất đi tới hàng trăm quốc gia trên thế giới luôn các bác nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là chống đảo chiều rồi ngược rồi đảo chiều rồi khử xung phát các kiểu luôn. Thì dòng này của nó sẽ là sạc bình 12V. Ngoài ra thì bên shop có các loại cao cấp hơn, đó là sạc bình 12V và 24. Lên cho em là sạc 12-24 nhá, sạc 12-24, sạc 12-24. Giá của nó sẽ là 290.000 và bao ship nhá, 290.000 và bao ship. Đó. Còn con này thì nó sẽ rẻ hơn, con này thì chỉ sạc được bình 12 thôi. Lên cho em là sạc bình 12 nhá và sạc bình 12-24. Thì tùy theo nhu cầu của các bác, nếu mà nhà các bác chỉ có bình 12V thì các bác mua nguyên con này thôi. Còn nếu nhà các bác có cả bình 24V, cả 12 cả 24 thì các bác mua cho em cái con 12-24. Đấy, tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng của các bác thôi. Đó. Thì con này của nó sẽ là sạc bình là từ 12 đến 24V nhá, rất là tiện dụng luôn đây các bác. Đấy. Giá thì nó đây, một con sạc bình như này. Con này thì hai con này đều là cùng hãng của thương hiệu Phúc Sơ nhá. Phúc Sơ một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng và đình đám luôn. Hàng này của nó thì nó xuất đi hàng trăm quốc gia trên thế giới nhá. Đấy. Của nó lõi bên trong là lõi đồng hết, diốt yếc rất là chắc chắn luôn. Giá thì khá là hợp lý các bác nhá, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Sạc xe máy, sạc ô tô, sạc bình ắc quy này, khử xung phát này, chống đảo chiều các kiểu con đà điểu luôn. Giá thì khá là hợp lý cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em là sạc bình 12-24 nhá. Giá của nó sẽ là 290.000. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng có cả ốc yếc các thứ đồng hàng. Về nhà các bác chỉ cần là đấu cái này vào nguồn điện cho em này, sau đó thì mình sẽ sử dụng thôi. Đấy, con này thì nó sẽ là có cả ốc yếc các thứ luôn. Đấy, các bác xoáy bóng vào đây là xong. Đấy, khi các bác sử dụng thì nó sẽ có các chế độ ở đây. Đấy, chế độ là sáng 15 giây này, đấy, 45 giây và 5 phút này, và cảm biến chuyển động thì có ban ngày và ban đêm hoặc là 24 giờ tùy theo các bác nhé. Đấy, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đó, đuôi đèn cảm ứng có người đi qua thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tắt nhá. Đuôi đèn cảm ứng này, đuôi đèn cảm ứng giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Đấy, rồi đây anh em nhá, cái đuôi đèn này mình đi tới nơi thì nó sẽ sáng nhá. Đó, đây. Đấy, đấy, đi tới nơi thì nó sáng và mình không đi nữa thì mình đi qua thì nó sẽ lại tắt anh em nhé. Đó, mình đi qua 45 giây thì nó sẽ tắt nhá. Đó, rồi, ok. Đấy. Rồi, chào các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước dây 30m các bác nhé. Thước dây 30m đây. Đấy. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác bình luận trên video là tối đa là 10 lần và kết quả bình luận trùng với kết quả xổ số miền Bắc là các bác sẽ có thưởng các bác nhé. Nó rất đơn giản vậy thôi. Đây, thì em lên cho các bác cái thước dây 30m nhé. Các bác lên cho em là thước dây 30m, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 140.000 của nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là thước dây này, đó. Thước dây 30m nhá. Đó, giá của nó sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho con thước dây 30m như này. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Japan này các bác này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, giá chỉ có 140.000 thôi. Đây, Kabushi này các bác này. Đó. Kabushi Japan. Con này thì các bác có thể mua về để mình sử dụng được khá là đa di năng luôn. Bác nào hay sử dụng công việc thợ xây này hoặc là đo đạc nhiều, đất cát các thứ thì mình nên sở hữu một con thước như này cho em để mình sử dụng mình đo đạc này. 30m các bác này. Đấy. Số rất to rõ ràng, hàng chuẩn chỉ, chất lượng cho các bác nhá. Đấy, đây các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá khá là tốt luôn. Đấy, đây. Từng 1m1 này, số rất là rõ luôn nhá. Đấy, 1m là nó sẽ có một cái vạch liền như này. Đấy, cứ 10 phân thì lại có một cái vạch liền như này.
Đấy, không dùng nữa thì các bác lại cho vào cho em. Dòng này của nó thì nó sẽ thuộc dòng là sợi vải các bác nhá. Đấy, của nó sẽ là dây, của nó là dây vải và phủ cao su non, dây vải phủ cao su non, cho nên nó rất là bền, chứ nó không như là cái thước bằng cao su thì các bác sợ nó bị đứt hay là nó bị rách. Đấy, còn dây này của nó sẽ là dây vải và tráng cao su, cho nên là rất là bền. Đấy, và khi các bác đo thì là chấm cái đầu thước này là nó cũng đã tính rồi. Đấy, từ đầu thước này ra đây là 10 cm này các bác nhá. Đó, lên cho em là thước dây 30m nhá. Đấy, thước dây 30m bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 140k thước dây 30m thế này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái hộp 5 mũi khoan đũa đa năng nhá. Đấy, nó hình cây đũa như này, hình cây đũa như này, và một hộp này của nó sẽ là có 5 mũi. Đấy, lên cho em là hộp 5 mũi khoan đũa đa năng. Đấy, hộp 5 mũi khoan đũa đa năng nó sẽ là hình cây đũa như này các bác này, rất là đẹp luôn. 1 2 3 4 5 thì nó sẽ có cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000, 120.000 cho cái hộp 5 mũi khoan đũa đa năng này các bác nhá. Đấy, có lên cho em là mũi khoan đũa đa năng, hộp của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi và giá thì chỉ có 120k thôi. Khoan được sắt, thép, nhôm, kính. Đấy, sắt, thép, inox các thứ đều được hết nhá, chỉ trừ kính thôi nhá, trừ kính thôi. Đó. Đây, hộp 5 mũi khoan đũa đa năng, hộp 5 mũi này. 5 mũi khoan đũa nhá. Đấy, 5 mũi khoan đũa đa năng. Đó, 5 mũi khoan đũa đa năng. Giá sẽ là 120k nhá, 120.000. Đấy, lên cho em hộp 5 mũi khoan đũa đa năng như này. Giá sẽ là 120k để cho các bác mua về mình sử dụng nhá. Đầu của nó là hình mũi khế như này, cho nên các khoan được hết trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. Trừ kính cho em. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con máy vắt cam bằng tay nhá. Đấy, lên cho em là vắt cam bằng tay. Đấy, thì con này rất là tiện luôn, bằng inox 304 các bác chỉ cần đặt lên như này là xong. Đó, đặt lên như này, sau đó thì khi bác vắt quả cam thì nước nó sẽ chiết trong đây và hạt rồi sơ xiếc nó sẽ đọng ở đây nhá. Đó, và đây nó sẽ có cái phần khuyết như này để các bác rót ra, nó rất là tiện. Lên cho em là vắt cam bằng tay nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k thôi, 50k cho con vắt cam bằng tay như này, bằng inox 304 nhá. Lên cho em là vắt cam bằng tay này. Đó, vắt cam bằng tay, giá sẽ là 50k nhá, 50k cho con vắt cam bằng tay như này, khá là tiện dụng luôn. Đó, rất là tiện dụng và các bác có thể sử dụng khá là hợp lý luôn. Lên mã giúp em là vắt cam bằng tay. Đấy, rất tiện dụng các bạn. Con này các bác có thể sử dụng để mình dùng trong cái sinh hoạt hàng ngày, rất là ok. Và giá thì khá là hợp lý cho các bác rồi. Đấy, giá khá là hợp lý luôn. Vắt cam bằng tay giá sẽ là 50k nhá, 50k cho cái vắt cam bằng tay như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ vít này. Đấy, các bác lên cho em là bộ V46 nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ V46 như này. Giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, 130.000 cho một bộ V46 như này các bác này. Đấy, ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là khá là nhiều các cái chi tiết đầu vít này luôn. Đấy, khi các bác nhận hàng thì nó hơi bị sọc sạch một chút thì các bác cũng thông cảm, hàng vận chuyển từ nước ngoài về nó không tránh khỏi được. Đấy, đầy đủ combo cho các bác, bao gồm là đầu lục giác thì nó sẽ có là từ 4 đến 14 nhá. Đấy, đầu lục giác từ 4 đến 14 này, rồi có tất cả các cái đầu để mình kết nối. Đây, đấy, combo cho các bác đầy đủ như này. Rồi các cái đầu kết nối tay công, tay nối dài đầy đủ cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em là bộ V46, giá sẽ là V46, giá sẽ là 130k nhá. 130k thì cái bộ V46 như này. Thì đây, đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái đầu tay vít để các bác lắp vít và mình sử dụng nhá. Đấy, lắp vít và sử dụng này. Đấy, lắp vít và sử dụng thôi. Đó, rất là ngon nhá. Lắp vào thì nó khá là vừa vặn và chắc chắn luôn. Đây, lắp vào khá là vừa vặn chắc chắn này, các bác dùng để xoáy vít nhá. Ở đây thì nó khá là nhiều các cái loại đầu vít khác nhau. Đấy, rất nhiều nhá. Đây, hoa thị lục giác rồi múi khế rồi vuông tròn các kiểu con là điều luôn. Đây các bác này. Đó, đây, hoa thị lục giác, vuông tròn, múi khế đầy đủ luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái tay công nhá. Đây, một cái tay công như này. Đấy, một cái tay công như này nó sẽ là để các bác sử dụng cả con vít này luôn. Cả con vít này các bác cũng sử dụng được nhá. Đấy, con vít này, con này vừa có xoáy nhanh vừa có đảo chiều luôn. Xoáy nhanh đảo chiều luôn nhá.
Đấy, tay công này thì vừa sử dụng con vít này, và các bác cũng có thể là sử dụng cái bộ khẩu này. Đấy, sử dụng cái phần khẩu này bao gồm cho các bác là từ 4 đến 14 nhá, từ 4 đến 14. Đấy, khẩu xoay nhanh luôn. Và nó sẽ có cho các bác là cái tay nối dài này, đây, tay nối dài. Thì các bác sử dụng, mình dùng con nối dài này cũng được. Đấy. Rất là ok nhá, để mình sửa chữa các cái đồ lặt vặt trong gia đình. Nói chung là con này thì nó cũng vừa tiền vừa mèo thôi. Các bác chỉ có bỏ ra có hơn 100.000 mà đổi lại thì cũng là khá là nhiều chi tiết. Nó có cả các cái phần tay công chữ T như này các bác, tay công chữ T như này. Đấy, để các bác xoáy này cũng rất là ok luôn nhá. Đấy, tay công chữ T này cho các bác này. Rồi có cả cái phần là gọi là ngoắt nghéo này, con này có thể ngoắt nghéo để các bác đưa vào các cái vị trí khó này. Đấy, nó ngoắt nghéo được đây. Đấy, để các bác xoáy ốc xoáy yếc đưa vào cái vị trí khó rất là ok nhá. Đó, thì combo cho các bác cả một cái bộ vít đa năng như này. Bây giờ các bác mua một cái tô vít thôi cũng đã mất mấy chục rồi, thế mà combo cả bộ vít cả bộ khẩu như này, bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 130.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em là V46 nhá, V46 giá sẽ là 130.000. Bộ này thì nó sẽ tầm khoảng là trên 40 chi tiết. Đấy, lên cho em là V46 giá sẽ là 130k, giá siêu tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sạc dự phòng A nhé. Có lên cho em là sạc dự phòng A đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con sạc dự phòng như này, giá của nó sẽ là 280.000 và bao ship có kèm thêm một dây như này. Đấy, một con sạc dự phòng cực kỳ chất lượng, hàng nội địa của Nhật. Con này thì bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị, hàng mới tinh, chưa qua sử dụng cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ có tính năng là vừa là sạc nhanh, vừa là có cả dây sạc các kiểu con là điểu luôn các nhá. Đó, lên cho em là sạc dự phòng A này. Đấy, sạc dự phòng A, giá sẽ là sạc dự phòng A này, dự phòng A giá sẽ là 280k cho một con sạc dự phòng như này và bao ship luôn. Giá này là giá khá là tốt cho bác luôn. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng thông minh, các bác không cần phải dây dợ gì cả, dây nào cũng cắm được đây. Đấy, nó sẽ có 3 cổng như này để cho các bác kết nối vào các cái thiết bị này. Đây, đấy, cắm một phát là xong này, vào theo đó, báo pin này 95% này. Ngoài ra thì các bác có thể là kết nối trực tiếp, như là em đây em có tính năng sạc nhanh, con này nó có báo pin luôn này. Đấy, đặt một phát này là nó sẽ ăn luôn. Đấy, tính năng sạc nhanh có nhá, sạc nhanh thì chỉ cần đặt vào như này là xong. Đấy, tức là sạc không dây đấy, sạc nhanh không dây luôn đó, có theo đây, chỉ cần đặt vào này là xong thôi. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn, 280.000, hàng của thương hiệu Takasio Made in Japan các nhá. Đó, Takasio Made in Japan. Đấy, 86% pin đang báo này. Ở đây con này nó sẽ có cả đèn pin luôn. Đây, đèn pin của này. Các bác giữ lì như này là cái đèn pin nó sẽ lên này. Đấy, đèn này để các bác ban đêm mình sử dụng này. Ngoài ra thì nó sẽ có cổng ra để các bác cắm vào các cái thiết bị như là quạt này, rồi nói chung là các cái thiết bị nó chạy bằng pin. Đấy, bằng pin là đều ok hết. Các bác có thể cắm cái quạt tích điện, hoặc là nói chung là các cái thiết bị đều ok. Đây, công suất pin của nó sẽ là 20.000 mAh này. Đấy, 3,7V 20.000 mAh các anh nhá. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sạc dự phòng A, giá sẽ là 280.000 cho một con sạc dự phòng như này, bao ship đến tận nhà thì các bác luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Sạc dự phòng A giá sẽ là 280k. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cây lấy dấu nhá. Đấy, cây lấy dấu đây. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một con cây lấy dấu của Nhật thế này con này, rất là ngon nhá, rất là ngon cho các bác luôn. Đây, hàng 100% là bằng đồng thau nhá, bằng đồng thau như này. Các bác có thể dùng để mình lấy dấu ở trên sắt, trên thép, trên nhựa đều ok hết. Đây em lấy cho các bác xem này, đó. Và ấn này là có dấu luôn, đây dấu đây các bác này, đó. Và trông dấu ở đầu ngón tay em chưa? Đấy nha, em sẽ lấy cho bác xem nhá. Đó, đây các bác này, đấy. Ấn này là có dấu luôn, đấy. Kể cả trên sắt, trên thép đều ok hết nhá. Sắt, thép, gỗ, nhựa đều ok hết. Đây, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Lên mã cho em là cây lấy dấu nhá, cây lấy dấu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 40k cho một cây lấy dấu như này thôi. 40k nhá, 40k cho một cây lấy dấu như này, khá là tiện dụng luôn. Đấy, 40.000 cho một cây lấy dấu như này các nhá, rất là ngon lành và tiện dụng luôn. Các bác có thể lấy được trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt luôn, sắt, thép, gỗ, nhựa, da, dùng các kiểu con này đều được luôn nhá. Lên cho em là cây lấy dấu đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô ấm Hàn Quốc nhá, ấm Hàn Quốc, hàng của thương hiệu Cúc Cu.
Hàng này thì nó sẽ là hàng gia công ở China nhé. Hàng gia công ở China đó. Và công suất của nó thì con này sẽ là 2,5 lít nhé. Đấy, 2,5 lít. Dung tích của nó sẽ là 2,5 lít. Và công suất của nó thì nó sẽ là đây. Đây cái thông số của nó đây các bạn. 2,5 lít này. Đấy, 2,5 lít 1500 W nhá, 1500 W. Đấy, 2,5 lít là tha hồ các bác sử dụng rồi. Đây. 2,5 lít 1500 W. Thoải mái sử dụng 2 lít rưỡi. Bên trong thì bằng inox sáng bóng này. Đấy. Bên ngoài thì nó sẽ là bằng nhựa cách điện, cách nhiệt. Đây, rất là ngon lành luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc. Hàng thương hiệu Cúc Cu Hàn Quốc, giá sẽ là 130.000. Đấy, bên em thanh lý giá khá là tốt cho bác luôn. Đó, ấm siêu tốc Cúc Cu Hàn Quốc nhá. Đây, hàng thương hiệu Cúc Cu Korea vào đây. Đó, Cúc Cu nhá. Giá sẽ là 130.000. 130k cho cái ấm siêu tốc này nhá. Rồi, ok. Hello chào các bác nhá. Thì hôm nay Phạm Huấn lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng mới hay ho để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy thì một video các bác có thể bình luận 2 con số và tối đa là 10 lần trên một video để nhận được quà các nhá. Các bác cứ bình luận video là sẽ có quà. Ngoài việc bình luận thì các bác chia sẻ video lên các nền tảng giúp cho em nhá. Đó là sẽ có quà thôi. Thì các bác cứ bình luận và chia sẻ video, các bác có thể bình luận một video tối đa là 10 lần các bác nhá. Sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái keo dán giày nhá. Hàng này thì bên shop đã bán rất nhiều và đã kiểm chứng rồi. Chất lượng của nó khá là tốt và đợt này thì em sẽ về số lượng cho các bác và giá thì sẽ siêu tốt cho các bác luôn. Đấy. Thì bình thường em đang bán là cái keo giày này giá là 30k nhá. Các bác lên xem là keo giày này. Đó. Keo giày. Em đang bán là 30k. Đợt này về cho bác giá siêu sốc luôn. Chỉ còn có 20k trên một lọ như này thôi. 20k trên một lọ như này các bác nhá. 20.000 trên một lọ. Và các bác nào mua từ 3 lọ thì giá sẽ là 50k nhá. 3 lọ là bằng 50k. Giá siêu tốt cho bác luôn. 3 lọ sẽ là 50.000. Còn các bác mua lẻ thì chấp nhận là 20.000 một lọ này nhá. Lên cho em là keo giày nhá. Keo giày. Giá của nó sẽ là 20k trên một lọ và mua 3 lọ thì giá sẽ là 50.000. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là dạng keo trắng như này các bác này. Đấy, dạng keo trắng như này các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, dạng keo trắng như này. Thì khi mà các bác bôi ấy thì cái keo này nó sẽ là thuộc dạng là khô từ từ nhá, khô từ từ. Cho nên là mình dùng nó rất là tiện. Đấy, dùng nó rất là tiện luôn. Khi mà nó khô từ từ như này thì nó sẽ thẩm thấu vào cái chất liệu giày da và nó sẽ tự nó đông cứng lại chứ nó không như là cái keo 502 nhá. Keo 502 mình sử dụng thông thường thì nhiều khi nó sẽ bị giòn và mình đi là nó sẽ nứt ra. Đấy. Một lọ này của nó sẽ là 60ml nhá. Đấy, chuyên để dán giày như này. Đấy, cho nên các bác lên cho em là keo giày nhá. Keo giày, giá của nó sẽ là 30k. Đó. 30k đợt này về cho bác, giá chỉ còn 20k cho một lọ này thôi. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đấy. Hàng test thực tế cho các bác xem luôn. Đây. Đấy. Cắt cả cái dép, cắt cả cái giày ra dán lại các bác này. Đấy. Đây các bác thấy không? Đây. Dán vào phát là ngon lành luôn. Giày dép dán ok hết các bác nhá. Đó, rất là ngon lành luôn nhá. Đấy, dòng này nó là dòng keo nó khô từ từ cho nên là khi các bác dán thì cứ để cho em là qua 24 giờ mình hãng đi nhá. Đấy, chứ đừng đi ngay. Đi ngay thì nhiều khi cái keo nó chưa khô hết, nó chưa thẩm thấu vào cái bề mặt của da và các cái phần mình dán thì nó sẽ không được hiệu quả. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Đó, lên cho em là keo dày nhá. Giá sẽ là 20.000 một lọ và bên em bán là 50.000 ba lọ. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái túi thả bồn cầu nhá. Các bác lên cho em là túi thả bồn cầu, một bịch này của nó sẽ bao gồm 10 túi. Mỗi tháng các bác cho em một túi này vào cái lọ đấy. Mỗi tháng các bác cho em một túi vào cái lọ này các bác nhá. Đó. Thì giá bên shop đang gửi tới. Thì đi găng tay vào. Thì nó sẽ là một túi này của nó sẽ là 10 viên như này nhá, 10 viên như này. Các bác cứ thả vào cái lọ bồn cầu ấy cho em. Đấy là nó sẽ sạch bong luôn. Đấy thì con này nó sẽ có khá là nhiều công dụng này. Đấy, khá là nhiều công dụng cho các bác luôn. Đấy thì các cái công dụng của nó đầu tiên thứ nhất là nó sẽ là sạch này, đấy, thứ nhất là sạch này, tẩy sạch này, đấy. Thứ hai là thơm này. Thứ hai là thơm này, đấy, hương thơm. Và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Đó, diệt khuẩn. Lên mã giúp cho em là túi thả bồn cầu nhá. Đó. Túi thả bồn cầu. Giá của nó sẽ là 15k nhá, 15k thôi. 15k cho một túi thả bồn cầu như này. Giá khá là tốt cho em luôn nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 15k cho một túi thả bồn cầu như này. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. Các bác cứ mua về mình thả vào bồn cầu khá là rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một số cái mã sản phẩm. Đó là cái
đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật thì nay bên shop lại về số lượng cho các bác và giá thì siêu tốt cho các bác luôn. Một con đèn pin đa chức năng các bác nhá. Một con đèn pin đa chức năng như này. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Made in Japan luôn nhá. Made in Japan. Đó. Đổ mẹ ra cái chỗ đốt để đốt. Hàng made in Japan nhá. Đó, đây. Thì nó sẽ là một con đèn pin cảnh sát Nhật như này, made in Japan này. Đấy. Con này thì độ rọi xa của nó là từ 600 đến 1000 mét này. Đấy, hàng mới tinh, chưa qua sử dụng. Các chức năng chính nhá, bao gồm sẽ là phá kính này. Thứ nhất là phá kính này, thứ hai là nam châm hít này, thứ ba là cắt dây này, thứ tư là sạc ra cho điện thoại này. Đấy. Thứ năm là tấm pin sạc năng lượng mặt trời này, thứ sáu là la bàn này. Đấy. Thứ bảy là còi hú này. Thứ tám là đèn chiếu sáng này. Đấy, chức năng chính là đèn chiếu sáng này, khá là sáng luôn nhá. Đây. Pha của nó rọi các bác này. Đấy, ban ngày mà các bác trông điểm như này. Đấy, nó có thể rọi xa được từ 600 đến 1000 mét nhá. Các bác thấy không chưa? Đó. Qua cam như này thôi chứ còn bên ngày thì nhìn rất khá là khủng khiếp luôn. Đó. Và thứ 9 đó là ánh sáng trắng này. Đấy, ánh sáng trắng như này. Đấy. Và thứ 10 là cảnh báo SOS nhá. Đó, các bác cứ giữ cái phím lì này cho em, giữ cái phím này lì là nó sẽ lên đèn thôi. Đó, đèn rất là sáng luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em là đèn pin cảnh sát Nhật. Đèn pin cảnh sát Nhật. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 180.000 thôi. 180k cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là các bác lên mã giúp cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Giá sẽ là 180k. Đó, ở đây. Lên mã giúp cho em là đèn pin này. Đó, đèn pin cảnh sát Nhật nhá, cảnh sát Nhật. Giá của nó sẽ là 180k nhá. 180k cho em đèn pin cảnh sát Nhật như này, giá siêu tốt cho các bác luôn. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính lúp thôi nhá, kính lúp. Thì đợt này hàng lại về số lượng và giá khá là tốt cho các bác luôn. Ở đây thì con này nó sẽ có cả chức năng đèn luôn. Đèn thì về nhà các bác tự lắp pin nhá. Ở đây nó sẽ sử dụng 3 quả pin con thỏ nhỏ. Pin con thỏ nhỏ thì bên shop bán là 5.000 cho 4 viên. Thì các bác cần mua pin thêm thì các bác cứ yêu cầu. Đấy, lên cho em là kính lúp nhá. Con này thì nó sẽ dọi được cả hai mặt các bác này. Đấy, dọi được cả hai mặt luôn. Các bác theo. Đây. Đấy, đây các bác này. Các bác theo. Đây. Dọi được cả hai mặt luôn nhá. Đó, đây. Đấy, bác thấy không? Đó. Thì con này bên shop đang bán cho bác cái giá đó là các bác lên cho em là kính lúp nhá. Giá của nó sẽ là 60k cho một con kính lúp như này. Đó, 60k cho một kính lúp như này. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Một con kính lúp hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng và giá thì chỉ có 60k thôi. Con này thì các bác có thể là dọi cái kính to này cũng được mà kính nhỏ này cũng được nhá. Và nó sẽ có lắp pin. Đấy, em bên em bán là không kèm pin, 5.000 cho 4 viên pin nhá. Đấy, thì các bác có thể mua thêm kèm pin vào. Lên cho em là kính lúp nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo cành trên cao nhé. Kéo cành trên cao. Lô này thì bên shop về hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì rất là tốt nhé. Đấy. Mùa này thì nó đang là cái mùa để các bác cắt ghép rồi chiết hoa quả các thứ các bác nhé. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy. Nó sẽ bao gồm là một con kéo như này đây. Hàng made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Các bác chỉ cần cầm mình kéo này cho em là xong này. Kéo cái này cho em là xong. Đó. Rất là ngon luôn nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái đầu cưa như này. Một cái cưa như này để về nhà các bác lắp đặt vào cái đầu này cho em. Đây, lắp đặt vào cái đầu này nhá. Đấy, lắp đặt vào cái đầu này các bác này. Đấy, lắp cái đầu cưa vào đây. Để mình dùng mình cưa cây, cưa cành. Khá là ok luôn. Đó. Nó sẽ có cả cái phần lắp cưa cho các bác luôn. Đây. Đấy, các cái phần quai kéo của nó này. Độ hoàn thiện rất là cao. Đấy, của Nhật người ta làm cho nên là nó rất là sắc nét và tỉ mỉ. Chất thép chất diếc của nó khá là ngon luôn các nhá. Để các bác cắt những cái cành to thoải mái luôn. Đây. Đấy. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật chữ khắc chìm trên thân luôn nhá. Giá thì siêu tốt cho bác luôn. Lên cho em là kéo cành trên cao nhá. Đấy, kéo cành trên cao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kéo cành trên cao như này, giá của nó sẽ là 130.000 thôi. Đấy. Giá chỉ có 130k cho con kéo cành trên cao như này. Đó. Và lên cho em là các bác lên cho em là kéo cành trên cao nhá. Đấy, kéo cành trên cao này. Đó. Kéo cành trên cao. Kéo cành trên cao. Đó. Trên cao giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k. Giá siêu tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, kéo cành trên cao. Giá sẽ là 130.000. Rất đây là rất đơn giản này thôi này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp cho em vào cái đầu một cái xào hoặc là thanh típ, sau đó thì các bác cắt kéo như này. Đấy, đầu cưa thì các bác lắp trên đầu như này. Cắt cành, cắt cây cực kỳ là nhẹ nhàng luôn. Các bác đừng trèo lên cây ngã gãy chân các bác nhá. Đó. Mình cứ ở dưới mình sử dụng thôi. Đó. Nó khá là tiện dụng luôn các nhá. Đây, rất hợp lý này. Đấy, rất là hợp lý luôn. Đó, đây. Giới thiệu đến các bác một bộ sản phẩm đầu kéo cắt cành, cưa cành.
phù hợp với tất cả các bác nhà nào có cây vườn. Sau đây em sẽ cắt thử cho các bác xem. Với những cái cành dừa ở trong vườn, bác có thể cắt đi ở cách rất đơn giản. Đấy các bác nhá. Dưới móc kéo và giật dây thôi. Đấy các bác nhìn em làm mẫu này. Đó, cắt rất là ngon luôn nhé. Đấy, cành nào to thì các bác cưa đi nhé. Đấy, cành to các bác cưa đi nha. Đó, rồi ok. Giá chỉ có 130.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con máy xay tỏi ớt nhé. Đấy, máy xay tỏi ớt mini. Con này thì nó mini nhỏ gọn thôi, có tặng kèm các bác một cái cáp sạc như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá chỉ có 80.000 cho một con máy xay tỏi ớt này thôi. Xay khá là khỏe luôn. Đấy, và có nắp bảo vệ như này, các bác dùng nó rất là sạch sẽ, không lo phải vệ sinh máy. Đấy, các bác về các bác cho đây, cho tỏi, cho hành, cho ớt vào đây. Đấy, nó sẽ có hệ ba cái lưỡi như này. Đó, các bác chỉ cần đặt vào này là xong thôi. Cho hành, cho tỏi, cho ớt vào đây. Đấy, đặt cái này vào này. Đấy, đặt cái này, sập lẫy như này. Sau đó thì các bác đậy nắp cái này lại và bắt đầu mình xay. Vừa xay mình có thể vừa lắc này được luôn. Xay tỏi, xay ớt, xay tiêu, xay đa di năng được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con máy xay tỏi ớt như này. Có lên cho em là máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 80k. Đấy. Máy xay tỏi ớt mini nhá. Đấy. Máy xay tỏi ớt mini, tỏi ớt mini này. Giá sẽ là 80k nhá, 80k cho con máy xay tỏi ớt mini này. Chạy bằng pin và nó sẽ có kèm cho các bác một cái cáp sạc. Đây, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đó. Máy xay tỏi ớt mini. Con này thì nó khá là tiện dụng và sạch sẽ, các bác dùng nó rất là tiện. Đây. Bằng tay à? Xài cái máy này nè. Ok, bây giờ thử xay tỏi với cái máy này nha. Khá là nhuyễn nha. Cái này mà bằng tay chắc cũng phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay ớt hay là xay hành cũng rất là ok nha, cực kỳ đơn giản. Để test độ mạnh của máy này thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Nhìn xem 100 cành nè, đáng tiền chưa? Máy xay mini này thì chỉ có 4 phần đơn giản. Phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng, cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu cho nên mình chưa kết luận được, nhưng mà với 100k mà chiếc máy nó xay hiệu quả như thế này thì rất đáng để thử nha các bạn. Đấy, họ bán 100.000 nha, bởi bên shop bán cho các bác giá chỉ có 80k thôi các bác nhé. Bây giờ mình sẽ tỏ cái máy này nha. Hello, chào các bác nhé. Vẫn chương trình quay số trúng thưởng, các bác cứ bình luận đúng 2 số trên kết quả số miền Bắc là sẽ có quà các bác nhé, và chia sẻ video nữa. Đó, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về rất nhiều mã hàng mới, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp kia. Đó, mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái dây tắm các bác nhé. Đấy, mùa hè rồi các bác tắm táp rất là nhiều và cần phải dùng cái dây tắm silicone này. Nó là bằng silicone mềm các bác. Tắm thì massage cho cơ thể khá là tốt luôn. Và nó rất là tiện dụng nhá. Các bác chỉ cần xịt nước cái nó sạch luôn, sau đó thì nó có quai treo như này, mình treo lên là xong. Còn khi dùng thì mình cầm như này, mình kéo đi như này nhá. Lên mã giúp cho em là dây tắm, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k cho một cái dây tắm như này. Đó. Lên cho em là dây tắm nhá, dây tắm này. Đấy, dây tắm giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một con dây tắm như này thôi. Giá của nó sẽ là 30k, giá siêu tốt cho bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đây các bác nhá. Làm sạch hết bụi bẩn và mồ hôi trên cơ thể. Nếu bạn muốn có một làn da trắng mịn hơn sau khi tắm, hãy thử sử dụng khăn sát silicon được các thợ tắm sử dụng. Khăn được làm từ chất liệu silicon mềm mại và thoải mái. Bạn có thể sát bất kỳ chỗ nào trên cơ thể mình. Đấy, rất là tiện luôn nha. Nếu tắm chỉ rửa qua nước mà thôi, không thể làm sạch hết bụi bẩn và mồ hôi trên cơ thể. Nếu bạn muốn có một làn da trắng mịn hơn sau khi tắm, hãy thử sử dụng khăn sát silicon được các thợ tắm sử dụng. Khăn được làm từ chất liệu silicon mềm mại và thoải mái. Bạn có thể sát bất kỳ chỗ nào trên cơ thể mình. Đấy, rất là ok luôn. Lên thì em là dây tắm, giá sẽ là 30.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là kia kéo hộp đỏ nhá. Có lên thì em là kéo hộp đỏ cao cấp. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và cái giá của nó cũng khá là hợp lý để phục vụ các bác thôi. Đấy, một con kéo hộp đỏ như này, hàng siêu cao cấp cho các bác luôn. Đó. Con này của nó thì nó sẽ là hàng cao cấp các bác nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá 160.000 thì con kéo hộp đỏ như này. Hàng made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy, cắt rất là ngon các bác nhá. Cắt rất là ngon. Đây. Đây các bác này. Đó, cắt rất là ngon luôn các bác theo. Đấy.
cắt rất là ngon này. Tất cả của nó thì lò xo là lò xo chữ V này. Đấy, của nó thì nó sẽ là dạng như này các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Liền thân như này, ốp gỗ này, made in Japan này. Đó, chữ Nhật coi nhá, chữ Nhật hết nhá, made in Japan nhá. Đây. Đấy, made in Japan các bạn này. Đó, hàng siêu chất lượng cho các bác và giá thì cực kỳ là tốt luôn. Đây. Made in Japan. Đó, chữ khắc chìm luôn. Rất chất lượng không nhá. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Đây. Rất là ngon lành, cắt cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đó. Đấy, các bác theo. Đây. Cắt rất là ngon luôn. Đấy. Cắt rất là ngon nhá, kể cả cái giấy bóng mỏng như này còn cắt được không nhá. Rất sắc bén luôn, chất thép của nó thì khỏi bàn luôn nhá. Từ những cái đường ốc tiếc các thứ này rất là đẹp luôn. Lên cho em là kéo hộp đỏ, con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160.000 nhá. 160k cho con kéo hộp đỏ như này. Hàng miễn chê cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là kéo hộp đỏ nhá. Kéo hộp đỏ này. Kéo hộp đỏ. Hộp nó màu đỏ bên trong này, kéo hộp đỏ giá sẽ là 160k. Con này chưa em đang bán là 200k đấy. Đợt này về giá tốt cho bác luôn, 160.000 cho con kéo hộp đỏ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lấy giấy tai các nhá. Các bác lên cho em là lấy giấy tai này. Đấy. Lấy giấy tai tròn. Đấy. Các bác lên cho em là lấy giấy tai tròn, nó sẽ là một cái bộ lấy giấy tai như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ khá là nhiều các chi tiết đi kèm cho các bác này. Đấy các bác nhá. Rất nhiều chi tiết luôn. Đây. Đấy, các bác theo, rất tiện dụng luôn. Bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 đầu như này. 6 đầu như này các bác nhá. Đó, rất tiện dụng các bác này. Đấy, 6 đầu như này khá là tiện dụng luôn. Đây. Đấy, có cả những cái đầu lò xo này nhá. Và đựng trong một cái hộp như này. Các bác có thể treo luôn vào móc khóa của mình để có gioăng chống nước luôn. Treo vào móc khóa để mình sử dụng hàng ngày khá là tiện này. Đấy, sử dụng hàng ngày luôn. Đó, giá sẽ là 30k. Đây các bác nhá, bộ của nó sẽ là 5 chiếc như này này. Đấy, đây là cái đầu này. Đấy, các bác quận và lấy cái giấy tai ra nó rất là ngon luôn các bác theo. Đó, đây. Đấy, rất là xịn sò nhá. Và rất là tiện dụng luôn. Đấy các bác theo. Đó. Rất là ngon lành nhá. Đó. Đấy các bác theo. Đấy. Treo vào móc khóa rất là tiện luôn. Giá thì rất là hợp lý cho các bác nhá. Đấy, lên cho em là lấy giấy tai đa năng nhá. Đó. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con dao gọt 2 nhé. Coi lên cho em là gọt 2. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000. Lên mã cho em là gọt 2 nhé. Gọt 2 sẽ là bằng 80k cho con gọt 2 như này. Khá là tiện dụng luôn đó nhé. Gọt 2, 80.000. Dòng này thì nó sẽ là dòng dao của thương hiệu Wattbo của Nhật nhé. Wattbo của Nhật coi này. Đấy, Wattbo Japan nhé. Dài khoảng 20cm. Test trực tiếp cho bác xem cái dây bóng này luôn các bạn. Đó, qua theo đây. Khá là bén luôn các nhá. Đấy. Con này thì dài 20cm, các bác dùng chủ yếu để gọt hoa quả là ok. Gọt hoa quả này. Đấy, test bằng giấy thì khá bình thường, ở đây em test trực tiếp bằng một cái tờ giấy bóng như này. Mà giấy bóng này thuộc dạng là giấy bóng dai nhá. Giấy bóng dai thì nó sẽ rất là khó cắt nhá. Mà đây nó cắt rất là ngon, chứng tỏ là dao khá là bén nhá. Dao này siêu bén luôn. Về nhà các bác dùng để gọt hoa quả các thứ cẩn thận kẻo đứt tay nhá. Đây, Japan này các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k. Lên mã giúp cho em là gọt 2 nhá. Gọt 2 giá sẽ là 80.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đèn cái dòng anh cái dây điện thì tươi cái bỏ anh cái dây điện thì cái đèn đèn bắt muỗi các nhá, đèn bắt muỗi. Đấy, con này thì các bác lên cho em là đèn bắt muỗi đen. Đấy, cầm cái ổ bỏ lên trên đây xong, đèn bắt muỗi đen. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 à. Rồi, để cái đầu ổ thôi, 90.000 à. Lên cho em là đèn bắt mũi đen nhé, giá của nó sẽ là 90k. Đây, em sẽ cắm trực tiếp điện cho bác xem. Con này thì nó sử dụng điện trực tiếp điện 220V nhé, điện 220V. Khá là tiện dụng luôn, về nhà các bác chỉ cần cắm trực tiếp điện 220V cho em là xong. Đấy. Đây, em test thử cho bác xem nhé. Đấy em các bác này, đấy. Em cho cái đầu mũi dao này vào là nó sẽ chập điện con này. Đấy các bác nhá. Đấy, đây, coi theo. Đấy, điện nó đánh này. Có anh tành tạch luôn các nhá. Đó, đấy coi theo. Đấy, điện nó đánh như con này. Đó, đây các nhá. Đó, đây coi theo. Đó, điện nó đánh đây. Con này thì công suất của nó chỉ có 3W thôi. Khi mà con muỗi nó bay vào đây, khi mà con muỗi nó bay vào thì nó sẽ chạm vào cái này, nó giống như cái ấy luôn. Nó giống như một cái dạng như là cái vật muỗi luôn không nhá. Cái này nó như cái vật muỗi thôi. Đấy thì con này nó sẽ là vừa làm đèn bắt muỗi, vừa làm đèn ngủ luôn. Vừa làm đèn bắt muỗi, vừa làm đèn ngủ luôn. Muỗi nó rơi xuống thì các bác sáng đây cho em. Đấy, và công suất của nó chỉ có 3W thôi. Cắm trực tiếp điện 220V như này. Các bác cứ để cho em ở đầu giường, cuối giường hoặc là các vị trí nào nhiều muỗi nhá. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen này, đó. Đèn bắt muỗi đen nhá, nó màu đen như này, đèn bắt muỗi đen. Đấy, đèn bắt muỗi đen. Giá sẽ là 90k một cái nhá, 90k cho một cái đèn bắt muỗi đen như này. Thì con này khá là tiện dụng, về các bác treo lên cũng được, nó có quai như này, các bác có thể treo lên hoặc là để các vị trí nào cũng được. Có đèn như này vừa là thu hút muỗi, vừa làm đèn ngủ luôn. Giá sẽ là 90k nhá.
90k cho con đèn bắt mũi đen như này, khá là tiện dụng các bác nhé. Đấy, khá là tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt gà đại nhé, kéo cắt gà đại. Nó sẽ làm con kéo cắt gà to như này. Con này thì dung tích nó sẽ là dòng thép SK5 Japan như này nhá. Đấy, SK5 Japan này có nhá, hàng của Nhật nhá. SK5 Japan. Rất là sắc bén luôn con này. Đấy, rất là bén luôn các nhá. Đấy. Chuyên dùng để cắt gà, cắt cá này. Đấy, cắt gà, cắt cá rất là sắc luôn nhá. Đấy. Sắc chưa các bác ơi. Đó. Chuyên dùng để cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn. Nó sẽ có các công năng, thứ nhất là đánh vảy cá này. Có cái phần răng cưa này để đánh vảy cá này. Thứ hai là các bác dùng để cắt cá, cắt gà, cắt nem này. Thứ ba là các bác dùng để kẹp cua ghẹ ở đây nhá. Đấy. Hàng to, dày dẫn chắc chắn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là kéo cắt gà nhá. Kéo cắt gà to. Đấy. Lên cho em là kéo gà to này. Kéo gà to. Giá sẽ là 130k thôi. 130k cho con kéo gà to như này nhá. Giá khá là tốt cho các bác luôn. Lên mã cho em là kéo gà to. Giá sẽ là 130.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai thông cống nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chai thông cống, cái này thì về nhà các bác chỉ cần là xoáy ra. Đấy, xoáy nắp ra sau đó thì các bác đổ vào bồn cầu này, đổ vào đường cống, ống rãnh rồi các cái khu vực mà mình chuyên sử dụng nhá. Đấy, chuyên sử dụng thì mình cho vào cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thông cống nhá. Đấy, thông cống. Lên cho em là bột thông cống nhá. Bột thông cống này. Bột thông cống nhá. Đấy. Bột thông cống giá thì chỉ có cho các bác là 20k cho một chai bột thông cống này thôi. 20.000 cho một chai bột thông cống này nhá. Đấy, đường ống cống rãnh các bác đổ hết vào cho em là xong. Đấy. Thì đổ vào là nó sẽ đánh tan các cái mỡ đóng cặn đi. Chai bột thông cống. Về nhà các bác đổ vào thì nó sẽ đánh tan các cái mỡ cặn đi các bác. Đây. Giá thì chỉ có 20.000 cho một lọ thôi, khá là tiện luôn. Đây các bác nhá. Đấy, thì ví dụ đường cống rãnh nhà mình nó đang bị tắc này, các bác đổ vào cho em. Đấy, nó sẽ tẩy tan đi luôn các bác nhá. Đấy. Con này thì nó đánh rất là tốt luôn. Đấy. Đánh tan mỡ cặn rồi là các cái vẩn bám ở trên các cái đường ống cống rãnh. Các bác cứ vệ sinh thường xuyên đi, đừng để nó tắc, thì mình vệ sinh mà mình nên vệ sinh thường xuyên thì tốt hơn. Đấy các bác. Đó. Đánh sạch hết luôn các bác nhá. Đó. Đấy. Giá thì chỉ có 20k cho một lọ này thôi các bác nhá, rất là tiện dụng luôn. Đó, các bác thấy không? Đường cống ống rãnh đang tắc mà dội phát sạch luôn. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái món này, nó là cái viên tẩy lồng giặt nhá. Các bác lên cho là viên tẩy lồng giặt. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Một cái viên tẩy lồng giặt như này. Đấy, một hộp như này. Giá thì chỉ có 20.000 thôi. Đấy, con này trước em đang bán là 50k, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 20k thôi, 20k. Lên cho em là viên tẩy lồng giặt nhá. Viên tẩy lồng giặt này. Viên tẩy lồng giặt. Đấy, viên tẩy lồng giặt. Viên tẩy lồng giặt màu xanh như này nhá. Đấy, viên tẩy này lồng giặt xanh. Đấy, viên tẩy lồng giặt màu xanh nhá. Giá của nó sẽ là 20.000 cho một hộp 12 viên như này. Mới ban đầu mà lâu các bác không dùng thì các bác cứ cho em khoảng 3-4 viên vào để nó đánh tan đi, tẩy sạch đi. Còn khi các bác dùng thường xuyên rồi thì một tháng dùng cho em một lần trên một viên này là ok. Đấy, còn mới ban đầu thì các bác cho em từ 3 đến 5 viên tùy theo máy giặt to hay nhỏ nhá. Cho em từ 3 đến 5 viên và sau đó thì các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên. Đấy, để cho nó tự nó giặt, nó tẩy là cái lồng giặt của mình sẽ sạch sẽ sáng bóng luôn. Giá thì khá là hợp lý cho bác nhá. Lên cho em là viên tẩy lồng giặt xanh, giá sẽ là 20k nhá. 20k cho một hộp như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi đồng tăng áp nhá. Lên cho em là vòi đồng tăng áp. Một bộ combo của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác 3 món như này. Combo của nó thì nó sẽ có cho các bác là 4 món như này nhá. 4 món như này luôn. Bao gồm cho các bác là hai cái đầu để các bác kết nối dây này, và cái đầu này thì để các bác xoáy vào các cái đầu nguồn nước nhà mình nhá. Đấy, xoáy vào cái đầu, ví dụ như đầu cái vòi, các cái vòi nước là nó có gen như này, về các bác xoáy vào xong đó thì kết nối với cái đầu nguồn nước là ok. Đó. Lên mã giúp cho em là vòi đồng tăng áp nhé. Tất cả những cái này của nó bằng đồng hết này, tất cả là bằng đồng hết. Và khi xoáy thì khi bơm thì nó giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Tăng áp lực nước rất là khỏe. Và cũng như là mình dùng, mình sử dụng thì nó không bị mỏi tay, đau tay nhá. Bình thường các bác dùng những cái vòi truyền thống mà mình cứ phải bóp thì
nó khá là đau tay, nhưng mà con này thì các bác cứ thế là mình sử dụng thôi, nó không bị mỏi, không bị đau tay và dùng thì nó khá là tiện nhé. Lên cho em là các bác lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá, vòi đồng tăng áp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ đâu, đó siêu hạt rẻ các nhá. Đấy, lên cho em là vòi đồng tăng áp này, vòi đồng này, vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, vòi đồng tăng áp giá thì chỉ có 50k thôi, 50k như này. Về nhà thì các bác có hướng dẫn kết nối đây, các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình nhá. Đó, các loại vòi đều kết nối được hết này. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Giá sẽ là 50k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn này. Đây chứ. Bác nào muốn tự rửa xe ở nhà có thể tham khảo cái này nhé. Các bác xem nước nhà em hơi yếu nhưng khi gắn vào cũng mạnh phết đấy chứ. Nhà bác nào có đường nước mạnh hơn thì sẽ rất ok đó ạ. Áp lực nước như thế này là đủ để rửa xe rồi, không cần phải quá mạnh đầu nhà. Đấy, rất bác ok nào nhé. Muốn tự rửa xe ở nhà có thể tham khảo cái này nhé. Các bác xem nước nhà em hơi yếu nhưng khi gắn vào cũng mạnh phết đấy chứ. Nhà bác nào có đường nước mạnh hơn thì sẽ rất ok đó ạ. Áp lực nước như thế này là đủ để rửa xe rồi, không cần phải quá mạnh đầu nhà. Bác nào muốn tự rửa xe ở nhà có thể tham khảo cái này nhé. Các bác xem nước nhà em hơi yếu nhưng khi gắn vào cũng mạnh phết đấy chứ. Nhà bác nào có đường nước mạnh hơn thì sẽ rất ok đó ạ. Áp lực nước như thế này là đủ để rửa xe rồi, không cần phải quá mạnh đầu nhà. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhé. Xin trân trọng chào các bác, chúc các bác một ngày thật là nhiều niềm vui. Mai thì bên shop lại về ngập tràn các mặt hàng mới thì em lại lên gửi tới các bác. Vẫn chương trình quay số trúng thưởng các bác nhé. Đó, các bác chỉ cần là bình luận hai số và chia sẻ video trùng với kết quả thổ số miền Bắc là sẽ có quà thôi. Các bác cứ một video thì các bác có quyền bình luận 10 lần, bình luận và chia sẻ 10 lần để tăng cái cơ hội trúng thưởng. Nên các bác cứ bình luận 10 lần và chia sẻ 10 lần thôi là sẽ có quà các bác nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhé. Các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật, giá thì chỉ có 180.000 thôi, bao gồm cho các bác là một đèn và một dây sạc như này. Đây, hàng Police Made in Japan. Con này thì nó dọi xa sẽ là từ 600 đến 1.000 mét nhé, 600 đến 1.000 mét, dọi khá là xa luôn đây các bác này. Đấy, cái điểm sáng của nó khá là rộng các bác nhé, dọi khá là xa luôn và rất là sáng này con này. Đó, rất sáng luôn các bác. Đây, pha của nó khá là rộng nhé. Đây các bác này, đó, dọi khá là xa luôn. Đây, ban ngày mà các bác còn trông cái điểm sáng của nó như này. Đó, rất là tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Đấy, đèn pin này có chức năng là phá kính này rồi có nam châm hít này, cắt dây này, bên này là cắt dây này. Ngoài ra thì nó sẽ có sạc ra cho điện thoại này, rồi nó sẽ có tính năng là la bàn này. Đó, có tính năng la bàn và tiếp theo là nó sẽ có còi hú này. Đó, có thấy không, có còi hú này và có tấm pin sạc năng lượng mặt trời. Và đây thì nó cũng là một cái giải đèn luôn. Đó, nó sẽ là một dải đèn trắng như này. Đó, và các bác giữ lì thì nó sẽ ra cái đèn cảnh báo như này. Một con đèn 10 chức năng như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Các bác lên mã giúp cho em là đèn cảnh sát nhé. Đèn cảnh sát giá sẽ là 180k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính hàn điện tử nhé. Đó, thì con này thì các bác lên cho em là đèn cảnh sát nhé. Đèn cảnh sát giá sẽ là 180.000. Đó, đèn cảnh sát này, đèn cảnh sát Nhật, đèn cảnh sát Nhật nhá, cảnh sát Nhật, giá sẽ là 180k nhá, 180k này, con đèn cảnh sát Nhật như này, 180.000 các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con kính hàn điện tử các nhá. Lên mã cho em là kính hàn điện tử. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi, có cả quai đeo như này các bác nhá. Một con đèn, một con kính hàn cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái tấm màng bảo vệ như này. Đấy, bảo vệ chống xước thì về các bác bóc cái màng này đi cho em. Đó, màng chống xước các bác nhé. Đó, bóc cái màng này đi cho em. Đó, sau đó thì các bác sử dụng như bình thường. Ở đây nó sẽ có cho các bác là hai cái tấm màng luôn, cả đằng trong cả đằng ngoài luôn, các bác bóc hết ra cho em. Đó, đây, khi bình thường thì các bác sẽ nhìn rõ cái số ở cái tấm biển này nhá. Đấy, cái số của tấm biển này. Đó, các bác nhìn rất là rõ luôn đúng không? Đó, nhìn rõ luôn. Khi mà em bật cái đèn nhấp nháy này lên. Đó, bật cái đèn nhấp nháy này lên là các bác sẽ không nhìn thấy gì nữa các bác nhá. Đó, đây con này. Đấy, em bật nhấp nháy là các bác không nhìn thấy gì nữa, em bỏ ra các bác lại bình thường. Thì cái đèn pin nhấp nháy này nó cũng tượng trưng như cái tia hàn nhá. Đó, các bác theo. Không nhìn thấy gì nữa luôn. Bỏ ra lại nhìn rõ số bình thường các bác nhá. Đó, đây các bác theo. Đấy, thì nôm na nó chỉ có vậy thôi. Rất là đơn giản vậy thôi. Cái cơ chế hoạt động của nó thì nó rất là đơn giản. Và nó sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời nhá. Nó sẽ có cái pin năng lượng mặt trời trong này thì nó sẽ tự sạc thôi. Đấy, cho nên là các bác không cần lai tăn gì cả. Và đây này thì nó sẽ có cả dây quai đeo cho các bác luôn.
Đấy, đựng trong hộp cực kỳ là chất lượng như này. Đấy, các bác không dùng nữa mình lại bỏ trong hộp này. Vừa chống xước, vừa sạch sẽ, vừa là bảo vệ luôn. Đấy, lên cho em là kính hàn điện tử, giá sẽ là 100... lên cho em là kính hàn điện tử nhá. Đó, kính hàn điện tử 170k. Hàn điện tử này, giá sẽ là 170k. 170.000 cái con kính hàn điện tử như này. Đó, giá sẽ là 170.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá, dây câu bình. Hàng 100% là dây đồng như này các bác này, 100% là dây đồng như này. Đó, đây. Dây của nó 100 là dây đồng, 100% dây đồng hết, các cái phần kẹp kiếc này của nó cũng bằng đồng hết nhá. Đầu kẹp và đầu kiếc cực kỳ chắc chắn luôn. Dây 100% là dây đồng như này. Đấy, dây khá là to luôn nhá. 100% là dây đồng khá là to luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là dây câu bình, giá chỉ có cho các bác là, các bác lên cho em là dây câu bình nhá, giá sẽ là 190k. Đó, chiều dài của dây thì nó vào khoảng là 2,5 đến 3 m. Và nó sẽ có cho các bác là 2000mAh nhá, 2000mAh. Đấy, độ tải cực kỳ là khủng luôn. Dây thì cũng khá là to nhá, dây khá là to. Đầu kẹp đầu viếc rất là chắc chắn luôn. Nhà bác nào có ô tô cũng phải nên có một cái dây câu bình như này sẵn sàng ở trong cốp xe để đề phòng khi mà xe nó bị gọi là bị chết máy thì chúng ta có thể mời mượn cái ô tô khác đến câu từ cái bình nọ sang bình kia để chúng ta nổ máy để chúng ta có thể đi được nhá. Đó. Đấy, đề phòng là bị chết máy và bình hết nhá. Đấy. Lên xem là dây câu bình, giá sẽ là 190.000. Dây câu bình nhá, giá sẽ là 190k. 190k cho cái dây câu bình như này, giá khá là tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Đấy, các con này thì các bác lên cho em là kéo tôn trợ lực nhá, kéo tôn trợ lực, con này nó có trợ lực luôn. Lên cho em là kéo tôn trợ lực, giá sẽ là 160.000. Đó. Kéo tôn trợ lực giá sẽ là 170k nhá. 170k cho con kéo tôn trợ lực như này. Xin lỗi các bác, giá sẽ là 170.000. Con này thì nó khá là ngon luôn. Tại vì khi nó cắt thì thứ nhất là nó có trợ lực không nhá. Đấy, có trợ lực, và thứ hai là khi mà mình cắt ấy thì là nó sẽ nằm ở dưới. Đây, em sẽ cắt thử cho bác xem. Đây. Khi mình cắt nhá, đây. Ví dụ đây là miếng tôn các bạn. Khi bác cắt thì cái miếng tôn nó sẽ nằm ở dưới như này. Cho nên là các bác dùng nó rất là ngon và nó có trợ lực luôn. Đây. Đấy, các bác để dưới đất để cắt nhá. Thì cái miếng tôn nó luôn luôn là nó nằm ở cái mặt nghiêng dưới 45 độ như này. Và mình bên trên này mình vẫn dùng bình thường, mình không cần phải lật cái miếng tôn lên. Và cắt thì rất là phẳng đẹp và ngon luôn các nhá. Đó, rất phẳng đẹp và ngon luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là kéo tôn trợ lực, giá sẽ là 170.000 cho con kéo tôn trợ lực này nhá. 170k. Đây, 170.000 cho con kéo tôn trợ lực như này. Đấy. 170.000 cho con kéo tôn trợ lực như này các bác nhá. Đó. 170k nhá, 170k. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái nam châm nhá các bác nhá, lên cho em là nam châm góc nhá. Đấy, nam châm góc. Nam châm góc này, lên cho em là nam châm góc nhá. Đấy. Nam châm góc. Đấy. Nam châm góc thì con này nó sẽ là loại to đấy các bác, loại to. Con này thì nó sẽ là hít được tối đa là 33 kg này. Đấy, 33 kg luôn. Dòng này là loại to luôn. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một con nam châm góc như này. Hàng này của nó sẽ là hàng loại to. Bản này của nó là phải tới khoảng mười mấy cm đấy các bạn. Đấy, khá là to luôn. Loại này của nó là loại to nhá, 75 lbs con này. Đấy. Loại này là loại to nhá, hàng của Nhật đây, Japan đấy các bạn này. Đó. Giá thì sẽ là 100k nhá, 100k. Lên cho em là nam châm góc nhá. Đấy, nam châm góc. Giá sẽ là 100k cho một con nam châm góc như này, khá là tiện dụng luôn. Hàng này thì khá là to và cái độ hít nam châm của nó thì khá là tốt luôn các nhá. Đấy, hít rất là tốt luôn các nhá. Đấy. Nam châm có hít rất là tốt luôn. Các bác có thể đặt vào những cái góc này để mình hàn xì cái thứ rất là ok. Lên trên là nam châm góc, giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là kia kìm đa năng, hàng của thương hiệu FO Japan các bác này, FO Japan. Hàng nội địa của Nhật nhá, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Rất là ngon lành luôn các bác thấy không? Đó, FO. Con này thì chiều dài của nó sẽ là 22 cm, rất là ngon luôn. Chức năng thứ nhất là tuốt dây này, thì các bác làm điện làm đóm là mình tuốt dây điện là rất ok này. Thứ hai là bấm cốt này, thứ ba là cắt dây này, thứ tư là vặn ốc này. Đấy, và thứ năm là các bác có thể xoắn dây nhá. Đấy, một con kìm đa năng 5 trong 1 như này. Lên cho em là kìm đầu bằng nhá. Đấy, các bác lên cho em là kìm đầu bằng. Giá thì một con kìm đầu bằng như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
các bác lên cho em là kìm đầu bằng nhé. Đó, kìm đầu bằng giá sẽ là 190.000. Đó, 190k cho con kìm đầu bằng như này. Đấy, nó sẽ là có một cái đầu bằng như này, cho nên là bên shop gọi nó sẽ là kìm đầu bằng và giá sẽ là 190k nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO, kìm đầu bằng FO, giá sẽ là 190k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp ga mini các bác nhá, bếp ga mini. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho con bếp ga mini như này, giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Lên cho em là bếp ga mini nhá, bếp ga này. Mini nhá. Mini giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con bếp ga mini như này. Đó thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một túi que đeo như này để các bác có thể mang đi du lịch, đi phượt các kiểu con là điều được luôn. Đó, và nó sẽ có cho các bác là đây. Đấy, một con bếp ga cực kỳ chất lượng như này. Hàng của Nhật nhá, sản xuất cực kỳ là tinh xảo và chắc chắn luôn. Đấy, các bác có thể xoáy ra như này. Đấy, có hệ thống đánh lửa tự động luôn nhá, đánh lửa tự động. Hệ thống chỉnh ga thì đều là bằng đồng hết này các bác này. Đấy, hệ thống chỉnh dẫn ga đều bằng đồng hết và chân của nó thì khá là chắc chắn luôn. Các bác có thể đặt lên đun nấu những cái xoong to thoải mái. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng và chắc chắn nhá. Rất chất lượng và chắc chắn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100.000 cho một con bếp ga mini này thôi. Khá là chắc chắn quá nhá. Đây, khi mình đặt lên các bề mặt này. Đấy, nó rất là chắc chắn luôn nhá. Thoải mái chắc chắn cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em là bếp ga mini nhá. Bếp ga mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho con bếp ga mini này thôi nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là bếp ga mini. Đó, giá sẽ là 100k cho con bếp ga mini như này. Hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò nhá. Gấp gọn nó chỉ bằng hai nắm tay thôi các bạn. Đấy, chỉ bằng nắm tay thôi các bạn. Rất là gọn luôn. Đó, đây các bạn. Đó, rất là gọn quá. Đấy, rất là gọn luôn. Lên cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100k cho con bếp ga mini này nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Các bác có thể mua để sử dụng đây. Đây các bạn này. Đấy, đặt lên nó sẽ như này nhá. Bếp ga mini. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi nhá. Giá sẽ là 50k cho con tỉa lông mũi như này. Con này thì nó sẽ có tặng kèm các bác một cái chổi như này. Đấy, thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem. Rất là ngon luôn. Đây. Đây các bác này. Khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần là cắt này thôi các bác. Đấy, rất là ngon luôn các nhá. Đây. Em cắt có một tí mà nó ra đầy đấy các bác này. Đấy. Thì khi mà các bác tỉa lông mũi các bác cứ này các bác cắt là xong, rất là tiện nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con tỉa lông mũi như này. Các bác lên cho em là tỉa lông mũi, giá sẽ là 50k nhá. Đấy. Lên cho em là tỉa lông mũi này. Đấy. Lên cho em là tỉa lông mũi, giá sẽ là 50k. Đó. Tỉa lông mũi này. Tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi. Giá sẽ là 50k cho một cái tỉa lông mũi như này, 50k các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô thuốc dán hàng nội địa của Nhật các bác nhá. Thuốc dán hàng nội địa của Nhật đây. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 12 viên, hai túi. Đấy, mỗi túi 6 viên, tổng 12 viên như thế này. Và ở đây thì nó sẽ thuộc dạng là thuốc sinh học cực kỳ là an toàn luôn. Nó có thể diệt được là dán con này, dán mẹ này, kiến dán, trứng dán các kiểu luôn. Nó đuổi hết các bác nhá. Con này thì thị phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn. Đấy. Thì phần bán của nó là số 1 Nhật Bản luôn nhá. Dùng cực kỳ là ngon, hàng made in Japan, nội địa Nhật cho các bác luôn. Đấy. Thì đây nó sẽ là các cái dạng viên như này các bác. Đấy. Các cái dạng viên như này nó toàn bộ là chữ Nhật hết các bác này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết đây các bác này. Đó. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Các bác lên cho em là thuốc dán nhá, thuốc dán, giá sẽ là 50k cho một hộp như này. Đấy. Các bác lên cho em là hộp thuốc dán, giá sẽ là 50k. Đó. Hộp thuốc dán, giá sẽ là 50k. Các bác lên cho em là hộp thuốc dán nhá, hộp thuốc dán, giá sẽ là 50k cho một cái hộp thuốc dán như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông các bác nhá. Đấy. Rổ vuông như này. Đấy. Các bác lên cho em là rổ rau vuông nhá, rổ rau vuông, nó sẽ là hình vuông như này. Và một bộ này của nó thì nó sẽ có cho các bác là một bộ này nó sẽ có 3 rổ và 3 chậu nhá, 3 rổ 3 chậu, tức là nó sẽ có combo là 3 cái rổ và 3 cái chậu như này. Đấy, cho một cái combo như này. Giá sẽ là 90.000 các bác nhá, 90.000 cho combo 3 rổ 3 chậu như này. Đấy. Thì giá khá là rẻ cho các bác luôn.
Con to nhất thì đường kính của nó là khoảng 35 cm. Và con nhỏ nhất thì đường kính của nó thì nó sẽ vào khoảng là đi 28 cm. Nói chung là khá là ok cho các bác luôn. Đấy, một con rổ cực kỳ chất lượng như này. Hàng của Việt Nhật nhá, hàng liên danh Việt Nhật. Đấy, chất nhựa của nó thì khỏi phải bàn luôn. Các bác có co quăng rồi đập thoải mái, không bao giờ bị vỡ nhá. Đấy, nó rất là dai. Nhựa nó là nhựa nguyên sinh, an toàn với sử dụng thực phẩm nhá. Các bác có thể sử dụng đồ ăn, thức uống hoặc rau dợ đều ok hết. Đấy, combo như này không dùng nữa thì mình lại để gọn vào như này. Đấy, giá rất là hợp lý các bác nhá. Lên cho em là bộ rổ vuông nhá, bộ rổ vuông này. Bộ rổ vuông. Bộ rổ vuông giá sẽ là 90k nhá, 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Đấy, lên cho em là bộ rổ vuông giá sẽ là 90k. Rất là đẹp các bác, rất là đẹp và giá thì khá là hợp lý cho bác luôn. Rồi, ok.